Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 123. Thế mà vẫn bị Thái Huyền Tông bắt đi, nhưng cũng may lần đó có sự hiện diện của hai trận pháp đại sư là Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh nên trên thực tế đã có rất nhiều người trốn được khỏi thành Ngân Hà. Tiếc thay lần đó bọn họ vẫn mất đi tận hơn 1.000 đệ tử, nguyên nhân là để kéo dài thời gian cho nhóm Lưu Tích Kỳ chạy trốn. Cuối cùng Thái Huyền Tông bắt được mấy trăm người, cũng giết rất nhiều đệ tử Vân Môn. Đợt thứ ba là do hai chị em Lục Tuyết Hy dẫn đội, đi cùng có Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình cũng như rất nhiều cô gái khác. Họ mang theo 8.000 đệ tử Vân Môn tới tu chân giới. Lần này có rất nhiều đệ tử đi theo bảo hộ, cộng thêm đồng hành còn có các thế lực yêu tộc lớn ở Sơn Hải giới cũng như Bổ Thiên Cung và Bộ tộc Hải Yêu, nên tính ra nhân số rất đông. Lúc bị Thái Huyền Tông vây bắt, hầu hết đều trốn được khỏi thành Ngân Hà, chỉ có hơn 1.000 đệ tử Vân Môn bị tóm. Hiện tại, trong số những người còn sống sót được Dương Bách Xuyên giải cứu, có hơn 1.300 người là đệ tử Vân Môn. Nghe các đệ tử báo cáo lại xong, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào. Mấy cô gái và nhóm Lưu Thích Kỳ trốn được là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Tốt là vì nếu bị Thái Huyền Tông bắt, chưa chắc đã sống được tới bây giờ. Xấu là do tu chân giới cực kỳ lớn, trước giờ các nàng ấy chưa từng đến lần nào, chẳng biết có sinh sống nổi không nữa. Thế nên Dương Bách Xuyên thấy rất lo. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại hỏi nhóm đệ tử thứ ba bị bắt đi, Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn có cùng tới tu chân giới không? Hồi bẩm môn chủ, các chủ mẫu đã hạ lệnh bảo ba vị thiếu chủ ở lại Sơn Hải giới, nói là sau này sẽ nhờ môn chủ đến đón các thiếu chủ đi sau. Nhóm thứ ba tới đệ tử trả lời. Phù, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ thầm nhóm Triệu Nam đúng là cẩn thận, lỡ con trai, con gái và cháu ngoại cũng tới cùng họ thì tiêu rồi. Nhớ đến Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn, Dương Bách Xuyên lại nghĩ tới hai mẹ con U Dương Ngọc Thanh và cha mẹ Dương Quốc Trung, Đoan Mộc Uyển Nhi, thế là vội vàng quay sang chỗ ông ngoại, hỏi, cha mẹ cháu và U Dương Ngọc Thanh đã rời trái đất vào Sơn Hải giới chưa ạ? Đám người Âu Dương Ngọc Thanh không từ địa cầu trở lại Sơn Hải giới, điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm hơn rất nhiều. Dựa theo tình huống trước mắt, đợi ở Sơn Hải giới và địa cầu ngược lại càng thêm an toàn. Bây giờ Dương Bách Xuyên chỉ muốn mau chóng giải quyết xong kẻ thù ở tu chân giới, tìm được đám người Vân Môn thất lạc rồi quay về địa cầu, về Sơn Hải giới nhìn xem, đến lúc đó thăm cha mẹ và Âu Dương Ngọc Thanh, còn có con trai Dương Tinh Phó chưa từng gặp mặt, đón cả nhà đến tu chân giới đoàn tụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải giải quyết hết thảy phiền toái mới được. Cho nên sau khi nghĩ đến những điều này, trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập cảm giác cấp bách. Thực ra bây giờ hắn không thể chính diện ứng đối với ngũ đại thánh địa được, hắn có thể xuất hiện trong thành Ngân Hà là nhờ đường hầm dưới lòng đất dẫn từ dãy núi Vân Lôi đến đây. Thực sự bây giờ hắn rất lo lắng bị người của ngũ đại thánh địa phát hiện mình xuất hiện trong thành Ngân Hà, sau đó chạy đến bao vây. Dương Bách Xuyên không dám nán lại thành Ngân Hà quá lâu, bởi hắn biết người của ngũ đại thánh địa hận không thể xé nát mình, nhất là mụ vạn linh thánh mẫu bất tử kia. Lúc trước bà ta không biết xấu hổ tự mình xuất thủ. Tuy rằng sau đó bị Diệu Tiên Cung chủ Thông Tiên Cung ngăn cản định ra quy củ, không cho người có cấp bậc thánh chủ động thủ, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ mấy đại thánh địa kia sẽ không cam lòng từ bỏ như vậy, cho dù người thuộc cấp bậc thánh chủ không tự mình ra tay, cũng có Quái Thai Tuyết Tàng, đều là hạng người thực lực cường đại, không dễ đối phó. Dương Bách Xuyên nghĩ muốn chuẩn bị về dãy núi Vân Lôi trước, thời gian ở đây càng dài càng nguy hiểm. Tạm thời hắn chưa sẵn sàng đối nghịch với mấy đại thánh địa, hoặc là nói thực lực bây giờ vẫn chưa đủ. Cho nên cần phải trở về tu luyện, nâng cao thực lực bản thân, nâng cao thực lực 5 vạn yêu tu, chỉ khi tu vi của hắn và 5 vạn yêu tu đều tăng lên, hắn mới có năng lực hành tẩu khắp tu chân giới. Còn chuyện tìm kiếm mấy nữ nhân và người thuộc Vân Môn, hắn sẽ không buông tha, nhưng hắn muốn tiến hành tìm kiếm trong âm thầm. Bây giờ hắn không có thực lực. Cũng không có thế lực, chẳng dám trắng trợn hành tẩu trong tu chân giới, nói gì tìm kiếm những thân nhân kia. Chấm. Sau khi trò chuyện với đồ đệ qua không gian bình càn khôn, hắn nói sự tình tìm được Vân Môn tiên cảnh ở dãy núi Vân Lôi cho đồ đệ biết. Tất cả mọi người cùng nhau hoan hô, bọn họ suýt nữa mất mạng trong tu chân giới, giờ đây sống sót sau đại nạn,
Đám người Độc Cô Hối đương nhiên hiểu có một đại tông môn hùng mạnh và một chỗ tu luyện an toàn có bao nhiêu quan trọng. Về phần hơn 7 vạn tu sĩ còn lại từ thế giới khác, Dương Bách Xuyên nói với bọn họ, nếu bằng lòng theo hắn gia nhập Vân Môn thì hắn sẽ dẫn bọn họ tới Vân Môn tiên cảnh, nếu không muốn hắn cũng không cưỡng cầu, bây giờ lập tức thả bọn họ ra để bọn họ tự do lựa chọn. Đối với đề nghị này của Dương Bách Xuyên, tu sĩ đến từ các tiểu thế giới đều hân hoan, mừng rỡ, bọn họ biết rõ chỗ tốt của việc có một tông môn ở tu chân giới, chưa bàn tới chuyện Dương Bách Xuyên là ân nhân cứu mạng của bọn họ, lần này sống sót sau tai kiếp, khiến cho tất cả mọi người nhận rõ tầm quan trọng của việc sinh tồn ở tu chân giới. Cho nên 7-8 vạn tu sĩ phát ra lời thề thiên đạo gia nhập Vân Môn tiên cảnh tu chân giới. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Dương Bách Xuyên. Tự hắn sao lại không rõ sự tàn khốc của tu chân giới. Những người này ở tiểu thế giới của mình có lẽ đều là bá chủ cường giả một phương, nhưng ở tu chân giới biến thành tồn tại như con kiến hôi mà thôi, muốn sinh tồn trong thế giới này là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên bây giờ hắn đề xuất cho bọn họ một môi trường tu luyện an toàn, cho bọn họ một đại tông môn hùng mạnh làm chỗ dựa vững chắc, chỉ cần không phải kẻ ngu, không ai lại đi cự tuyệt. Mặt khác Dương Bách Xuyên cũng muốn Vân Môn tiên cảnh tu chân giới trở nên phong phú hơn, bởi dù sao hắn thành lập Vân Môn tiên cảnh tất cả là yêu tu, toàn bộ Vân Môn tiên cảnh chỉ có hắn và Lục Yên Chi là nhân loại, còn lại hơn 5 vạn tu sĩ đều là yêu tu mang ra từ Thái Hoang. Hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, thành lập một thế lực tông môn không có nhân tộc sợ là khó mà trưởng thành nổi, đừng nhìn tu vi của 7-8 vạn tu sĩ nhân tộc tuy thấp. Nhưng bọn họ đều là tu sĩ đến từ các tiểu thế giới. Những người này có thể trổ hết tài năng từ những tiểu thế giới kia bước vào tu chân giới cũng không phải hạng vô dụng, điều này chứng tỏ bọn họ có tiềm lực rất lớn. Đến tu chân giới, thế giới vô biên có pháp tắc toàn diện bao trùm, nếu như có đủ tài nguyên tu luyện, Dương Bách Xuyên tin tưởng chỉ cần cho bọn họ thời gian, những người này nhất định có thể trổ hết tài năng trưởng thành thành cường giả một phương ở tu chân giới. Có 7-8 vạn tu sĩ gia nhập Vân Môn tiên cảnh, nền tảng Vân Môn tiên cảnh xem như vững chắc. Kế tiếp là thời gian để tu luyện, về tài nguyên tu luyện, đối với người khác có lẽ là phiền toái, nhưng đối với hắn thì đây không phải là chuyện to tát gì. Chỉ cần một tòa bảo khố thanh ngưu đủ để giải quyết hết thảy, thiên tài địa bảo bên trong đủ để hỗ trợ mấy chục vạn tu sĩ tu luyện trong trăm năm, huống chi bản thân Vân Môn tiên cảnh chính là tiên cảnh, không thiếu linh khí. So với linh khí bên ngoài còn nồng đậm gấp 10 lần hơn, nhất là linh khí ở điện thành tiên còn nhiều hơn bên ngoài gấp 100 lần. Hơn nữa có chú giải tu luyện tâm đắc đầy đủ ở rừng ngộ đạo, Dương Bách Xuyên nghĩ không ra lý do gì khiến những người này không cố gắng, không trưởng thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại nói tiếp, thực ra tu vi của 8 vạn tu sĩ này không tính là quá thấp, từ Nguyên Anh đi lên, mãi cho đến hợp thể cảnh cũng có. Không nói người khác, chỉ nói ông ngoại và ba đồ đệ đều là tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ, chỉ cần cho bọn họ môi trường tu luyện và tài nguyên tốt, giúp bọn họ chuẩn bị bước vào độ kiếp kỳ sắp tới. Một khi bước vào độ kiếp kỳ, vượt qua đại thiên kiếp thì bọn họ cũng coi như là tiến vào ngưỡng cửa tu sĩ cao cấp ở tu chân giới. Cho nên tính ra tu vi của bọn họ cũng không phải quá kém, đương nhiên điều Dương Bách Xuyên nhìn chúng chủ yếu là tiềm lực tu luyện của bọn họ. Lần này cứu người thu hoạch 8 vạn tu sĩ từ các tiểu thế giới khác coi như là một chuyện vui ngoài ý muốn, dĩ nhiên mục đích của Dương Bách Xuyên là cứu người, ngay từ đầu hắn chưa từng nghĩ lúc quay về sẽ đưa những người này vào Vân Môn tiên cảnh, đây là một niềm vui bất ngờ. Sau khi thông báo cho những người này trong không gian bình càn khôn xong, Dương Bách Xuyên lui ra. Mở cửa phòng đi ra đại sảnh. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Dương Bách Xuyên tuyên bố thẳng rút về dãy núi Vân Lôi. Lần này ra ngoài trải qua 2-3 lần chiến đấu, hắn vẫn cảm thấy tu vi của bản thân không đủ, không chỉ là tu vi hắn không đủ, bao gồm tu vi của Tử Hoàng các nàng đều cần nâng lên. Nhưng ngẫm lại các nàng từ Thái Hoang Tinh Hải ra ngoài mới có 10 năm, thời gian tu luyện quá ngắn, không thể đòi hỏi quá nhiều, cho nên vẫn là dẫn tất cả quay về tu luyện. 10 năm trước định ra thời gian tu luyện trăm năm, nay mới chỉ qua 10 năm, vẫn còn 90 năm thời gian. Nếu như bọn họ tu luyện thêm 90 năm nữa mới rời núi thì những đại yêu dưới trướng này có thể hoành hành khắp tu chân giới mà không kiêng sợ ai. Đến lúc đó tìm người cũng dễ hơn, cũng có thể đánh ra cờ hiệu Vân Môn, sau khi các nàng biết được tin tức cũng có thể tìm tới cửa.
Dương Bách Xuyên nói xong BD đột nhiên mở miệng nói, Xuyên tử, ta muốn ở lại thành Ngân Hà một thời gian. Hả? Dương Bách Xuyên khó hiểu nhìn BD. BD mở miệng nói, có hai nguyên nhân, thứ nhất ta muốn chờ Tán Tiên tiền bối năm đó đã thu nhận ta, cho dù muốn rời đi cũng phải nói với bà ấy một tiếng, nếu cứ vậy rời đi không biết về sau còn có thể gặp lại hay không, trong lòng ta không thoải mái. Thứ hai ta ở lại thành Ngân Hà cũng có thể tiếp tục hỏi thăm tin tức về người Vân Môn và các tổ tử, còn có thể tiếp đón người tới từ Sơn Hải Giới, cho nên ta muốn ở lại, đợi thêm chút nữa, người xem được không? Dương Bách Xuyên nhìn BD nói, đa tạ, được, ta để lại 5 yêu tu cấp bậc thiên yêu và 1000 yêu tu cấp bậc tôn vương cho ngươi sai khiến, mặt khác ta sẽ bảo chuột vương đào một mật đạo từ Vân Môn tiên cảnh dẫn tới thành Ngân Hà, đến lúc đó ngươi cũng có thể qua lại giữa hai bên, truyền đạt tin tức cũng thuận tiện hơn. Dù sao Thái Huyền Tông đã bị diệt, vị trí thành chủ thành Ngân Hà này sẽ để ngươi làm, chuyện hỏi thăm đệ tử Vân Môn đành nhờ ngươi vậy. Thực ra Dương Bách Xuyên hiểu BD muốn giúp mình chia sẻ, tìm kiếm tung tích của mấy nữ nhân, cho nên trong lòng hắn cảm kích BD. Tuy rằng BD cũng trở thành người của Vân Môn, nhưng Dương Bách Xuyên chưa từng coi hắn như thuộc hạ, hắn vẫn luôn coi BD là bạn học lúc trước. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, Dương Bách Xuyên không dám nán lại thành Ngân Hà lâu, sợ dẫn người của Ngũ Đại Thánh Địa đến. Bèn dẫn theo một đám yêu tu im hơi lặng tiếng trở về dãy núi Vân Lôi từ thông đạo dưới lòng đất của dãy núi tinh thần. Thả toàn bộ 80000 tu sĩ trong không gian bình càn khôn ra, dặn dò Thanh Ngưu một tiếng đi sắp xếp, rồi gọi Chuột Vương tới nói, Chuột Vương, ta muốn ngươi trở về Thái Hoang với ta một chuyến, mang tất cả tộc chuột ngũ hành của ngươi ra khỏi Thái Hoang, toàn lực xây dựng đường hầm dưới lòng đất, lấy Vân Môn tiên cảnh chúng ta làm trung tâm thông tới cửu đại tinh cương tu chân giới. Mặt khác để ứng phó với kẻ thù, chúng ta cũng chuẩn bị 6 con đường lui, quan trọng hơn ngươi cũng biết những chủ mẫu kia của ngươi sau khi từ Sơn Hải Giới đi tới tu chân giới bị Thái Huyền Tông chết tiệt tách ra, bây giờ ta cũng không biết các nàng sống hay chết, tu chân giới mênh mông, tìm người không dễ. Nhưng tộc chuột ngũ hành các ngươi sinh ra để đi lại dưới lòng đất, có thể đi đến bất kỳ đâu, ta cần đồng tộc của ngươi hỗ trợ, giúp ta tìm kiếm mấy vị chủ mẫu và những đệ tử Vân Môn khác, ngươi có bằng lòng không? Sau khi Chuột Vương nghe được lời nói trịnh trọng của Dương Bách Xuyên, hắn còn dùng giọng điệu thảo luận với mình, trong lòng Chuột Vương lập tức cảm động, đồng thời cũng nói với vẻ sợ hãi, Thánh Chủ, ngài nghiêm túc, chưa nói đến việc để các huynh đệ của tộc chuột ngũ hành tìm mấy vị chủ mẫu là việc nằm trong bổn phận. Thánh Chủ, ngài còn là chủ nhân của ta, để báo đáp chủ nhân dù có phải chết ta cũng không khước từ, đã như vậy, ta sẽ di rời toàn bộ tộc chuột ngũ hành từ dãy núi Vạn Yêu ra. Thánh Chủ cứ yên tâm, toàn bộ tộc chuột ngũ hành, từ lớn đến nhỏ tính ra cũng phải hơn 100000, nếu thật sự cắm rễ ở tu chân giới, nhất định sẽ có thể bố trí thành công mạng lưới ngầm của biên giới cửu tinh trong vòng chưa đầy 100 năm. Có thể không thể để những huynh đệ kia chiến đấu, nhưng để bọn họ xây dựng một mạng lưới các lối đi ngầm và tìm người để nghe ngóng tin tức thì ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Dương Bách Xuyên gật đầu không nói gì. Sau đó giới thiệu 3 tên đồ đệ và ông ngoại cho Lục Yên Chi làm quen với để Lục Yên Chi sắp xếp cho bọn họ, Dương Bách Xuyên liền cùng Chuột Vương rời khỏi dãy núi Vân Lôi từ dưới lòng đất. Trên đường đi Chuột Vương đều đào hố đi chứ không đi trên đất liền, chỉ vì sợ bị mấy thánh địa phát hiện. Nửa tháng sau, hắn xuất hiện ở vị trí của bia khảo nghiệm, nơi này là do Trường Sinh Điện quản lý, Dương Bách Xuyên cũng không sợ, không đủ tìm vẫn dùng đá huyền yêu để thay đổi khí tức của mình. Sau khi thu hồi Chuột Vương vào không gian bình càn khôn thì cũng tiến vào Thái Hoang Tinh Hải. Mọi điều đều thuận lợi. Chấm. Một tháng qua đi, Dương Bách Xuyên và Chuột Vương lại trở lại dãy núi Vân Lôi và Vân Môn Tiên Cảnh, mang theo hàng 100000 người tộc chuột ngũ hành. Chuột Vương đời trước chỉ chọn ra 3000 tinh nhuệ của tộc chuột ngũ hành, lần này lão ta qua đời, trực tiếp rời xảo huyệt đi. Hàng 100000 tộc nhân của tộc chuột ngũ hành gần như lấp đầy không gian bình càn khôn của Dương Bách Xuyên, nhưng may mắn thay, sau vài lần nâng cấp, không gian bình càn khôn cũng miễn cưỡng chứa được. Sau khi trở về, chỉ cần ở trong Vân Môn Tiên Cảnh là đủ rồi, vạn dặm Vân Môn Tiên Cảnh cũng đủ để tộc chuột ngũ hành định cư. Tìm được một hẻm núi lớn, Dương Bách Xuyên phất phất tay, thả tộc chuột ngũ hành ra, an bài tại chỗ. Sau đó, hắn dùng thần hồn khắc họa ra chân dung của Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Viên Kim Phượng, Lâm Hoan, Ninh Kha, Bộ Thanh Mai,
Diệp Vô Tâm và thậm chí cả Hạ Thiền. Sau đó là chị em nhà Lục Tuyết Hy, Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc, Lưu Thích Kỳ, em gái Dương San San, Lý Đại Nghị, Lão Phương, Trần Bảy Roi, v.v. Chỉ cần nhớ được người quen nào đều khắc họa ra đưa cho Chuột Vương. Để Chuột Vương huy động tộc chuột ngũ hành đi tìm, đương nhiên, thứ đầu tiên cần đào chính là lối đi ngầm đến thành Ngân Hà, nơi này nối liền với Sơn Hải Giới, trước tiên phải đào qua chỗ BD. Sau khi mọi thứ đã được bàn giao, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuẩn bị luyện đan, hiện tại trong vân môn tiên cảnh có 8 vạn tu chân giả và 5 vạn yêu tu, số lượng cũng đủ lớn, nhưng tu vi của mọi người đều không đủ, trong tay hắn cũng không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên hắn chuẩn bị luyện đan mọi người. Sau trọn vẹn một năm luyện chế đan dược, Dương Bách Xuyên giao đan dược cho Lục Yên Chi, để nàng ta đưa một ít cho mấy tên đồ đệ trước, sau đó ở vân môn tiên cảnh, bất kể là người hay yêu, mọi người đều được một viên đan dược để tu luyện. Đồng thời Dương Bách Xuyên buông ra một câu nói, trong vòng thời gian 90 năm, nếu tu vi không tăng, thì sẽ không bao giờ nhận được đan dược của vân môn để tu luyện nữa, nếu muốn có được nó, thì nhất định phải cống hiến cho vân môn tiên cảnh. Còn đối với những người chăm chỉ tu luyện và đề cao tu vi nhanh chóng, sẽ có những phần thưởng đan dược phong phú. Khi những lời này vừa nói ra, toàn bộ người và yêu trong động tiên vân môn đều sôi trào, bọn họ đều tiến vào trạng thái tu luyện như được tiêm máu gà. Đan dược luôn là thứ quý giá trong mắt toàn bộ sinh linh ở tu chân giới, đặc biệt là đan dược mà Dương Bách Xuyên đang luyện chế bây giờ phải vượt qua mấy người được gọi là đại tông sư kia. Mỗi một viên đều được người và yêu trong vân môn tiên cảnh coi thành bảo bối. Ngoài ra, vân môn tiên cảnh còn có hai tiên gia giữ gốc là Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo, chỉ cần tu vi đủ yêu cầu, thì có thể có cơ hội có được tư cách bí mật tiến vào Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo để tu luyện. Tất cả sinh sinh, bất kể là người hay yêu, đều đã dấn thân vào con đường tu luyện, ai không muốn tu vi mạnh mẽ, đi ngang tu chân giới, ai không muốn ngộ đạo thăng tiên. Mà Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo trong vân môn tiên cảnh chắc chắn là phúc địa trong mắt người tu luyện. Vì vậy, tất cả họ bắt đầu cố gắng tu luyện, đã tạo ra một thủy triều tu luyện ở vân môn tiên cảnh. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn thật sự bỏ ra một năm luyện chế đan dược, luyện chế đủ thuốc cho đệ tử của vân môn tiên cảnh phục dụng 10 năm, sau đó hắn tiến vào Điện Thành Tiên bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết tu vi của mình ở Đại Thừa Sơ Kỳ, còn lâu mới đủ để dẫn dắt vân môn tiên cảnh thăng tiến, chưa kể, ngay cả Tử Hoàng cùng Tứ Đại Yêu Soái đều đã có thể so sánh với thiên yêu tu vi phi thăng cảnh. Trong 90 năm tu luyện, Dương Bách Xuyên biết rõ vân môn sẽ sinh ra ít nhất 300 đại yêu cấp bậc thiên yêu, hoặc thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, hắn, thánh chủ của vân môn tiên cảnh, tu vi không thể theo kịp, người dưới lòng đất sẽ nghĩ như thế nào? Ngoài ra, kẻ thù là ngũ đại thánh địa vẫn canh giữ bên ngoài dãy núi Vân Lôi đang chờ hắn, còn có một quả bom hẹn giờ như chân ma Vu Minh Tuyền đang lẩn trốn tồn tại, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Càng có mấy nữ nhân cùng rất nhiều người thân và bạn bè ở Vân Môn đang chờ hắn đi tìm, hắn biết rằng tu luyện của mình không thể bị bỏ lại phía sau, hắn không thể dừng lại. Hắn có quá nhiều trách nhiệm trên vai, hắn phải chịu trách nhiệm với mấy chục vạn đệ tử của Vân Môn tiên cảnh. Trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã bế quan tu luyện hơn 50 năm, năm này tu vi của hắn đã đột phá đến giai đoạn đại thừa trung kỳ trong Điện Thành Tiên, hắn cũng gặp phải bình cảnh trong tu luyện. Sau khi xuất quan, hắn lại luyện đan trong 2 năm, dự trữ cho 30 năm. 50 năm qua, toàn bộ đệ tử của vân môn tiên cảnh, bất kể là người hay yêu, đều được tăng lên đẳng cấp cao hơn. Năm đó, 300 đại yêu cấp tôn vương đi ra từ Thái Hoang đều đột phá đến cấp độ thiên yêu, cho đến nay, trong vân môn tiên cảnh có đủ 300 thiên yêu có thể so sánh với tu sĩ cấp bậc phi thăng cảnh. Dương Bách Xuyên không để ý nhiều đến 5 vạn yêu tu và 8 vạn tu sĩ nhân tộc, bởi vì hắn biết tất cả mọi người đều bế quan tu luyện. Sau đó, hắn tiến vào rừng ngộ đạo, lần này hắn đến khu vực thứ 3, đứng trước cây cột nơi cổ tiên nhân lưu lại vết kiếm, một lần này trôi qua dòng dã 40 năm. Trong 40 năm, Dương Bách Xuyên vẫn bất động, mặc kệ gió mưa. Một lớp bụi dày bám trên người hắn, hắn hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Người của toàn bộ vân môn tiên cảnh đều thấy được vị thánh chủ Dương Bách Xuyên này khắc khổ lĩnh ngộ đại đạo, từng người càng gắng sức tu luyện. Còn về Dương Bách Xuyên,
nếu không phải Tử Hoàng với mấy người tu vi cao giai vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, còn tưởng rằng hắn thật sự đã biến thành một tòa thạch điêu. Ngay từ 4 năm trước, đó là kỳ hạn thời gian tu luyện trăm năm do Dương Bách Xuyên đặt ra, rất nhiều đại yêu đã tu luyện đến cực hạn, đạt đến thời kỳ bình cảnh và đình chỉ tu luyện. Từng người một, bọn họ chờ thánh chủ Dương Bách Xuyên thức tỉnh. Khu ba của rừng ngộ đạo, chồn nhỏ lôi đá đả tiên làm người bảo vệ, không ai được quấy rầy Dương Bách Xuyên. Trong vòng trăm năm, chồn nhỏ, đá đả tiên và nghé con đều có một lần biến hóa. Cả vân môn tiên cảnh phát sinh những thay đổi kinh thiên động địa. Vào ngày này, bức tượng đá Dương Bách Xuyên phát ra một tiếng, răng rắc. Một tầng bụi trên thân thể rơi xuống, thân thể Dương Bách Xuyên toát ra kiếm ý cao ngất trời khuếch tán ra. Sau khi cỗ kiếm ý này phát ra, tất cả tu sĩ đang bế quan trong vân môn tiên cảnh đều bị kinh động. Ở ngoại vi dãy núi Vân Lôi, ngũ đại thánh địa để lại người, canh giữ bọn họ trọn vẹn trăm năm. Một ngày này, các trưởng lão của vạn linh thánh địa đột nhiên mở mắt ra, thật là một kiếm ý kinh người, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế trong dãy núi Vân Lôi sao? Chắc không phải đâu, một vị trưởng lão của U Linh Chi Đô nói. Đây hẳn là sự ra đời của một thanh tiên kiếm tuyệt thế. Trưởng lão của núi Thiên Kiếm cũng kinh ngạc tỉnh lại, vẻ mặt cuồng nhiệt. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng quên thằng nhóc Dương Bách Xuyên kia còn chưa ra khỏi dãy núi Vân Lôi đâu. Trưởng lão của Bách Luyện Sơn Trang nói. Không tệ, thằng nhóc kia là người đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, nhất định sẽ không dễ dàng chết trong đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Trưởng lão của thần Phù Linh Tông nói. Chấm. Nói tóm lại. Kiếm ý bộc phát trên người Dương Bách Xuyên đã làm cho sinh linh của toàn bộ dãy núi Vân Lôi hoảng hốt. Sau khi hắn mở mắt ra, tinh quang từ trong mắt hắn trực tiếp để lại hai vết kiếm trên cột đá, phải biết rằng cột đá trước mặt hắn chính là cột có vết kiếm ấn do cổ tiên nhân để lại, thời gian dài đằng đẵng vẫn luôn không phong hóa. Bây giờ Dương Bách Xuyên đứng trước cột kiếm 40 năm mới lĩnh ngộ được vết kiếm dấu ấn, hắn cũng đã để lại dấu kiếm biến hóa bởi tinh quang trong mắt. Mặc dù còn lâu mới có thể so sánh với dấu kiếm của cổ tiên nhân, nhưng hắn cũng đã để lại dấu ấn của chính mình. Giờ phút này, cả người Dương Bách Xuyên giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua trời đất, chỉ chờ được ra khỏi vỏ. Trong 40 năm qua, hắn đã học được rất nhiều về kiếm đạo. 100 năm, đã đến lúc rời núi rồi. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Đã trăm năm kể từ lúc rời Thái Hoang Tinh Hải đi vào dãy núi Vân Lôi. Trong trăm năm này tu vi của Dương Bách Xuyên đã tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, cảnh giới đạt đến Đại Thừa Hậu Kỳ. Tìm hiểu về cổ tiên kiếm suốt 40 năm, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hiện tại hắn giống như thanh kiếm giấu trong vỏ, tùy thời xuất kiếm. Ba lần bế quan tìm hiểu, trăm năm đã đến, cuối cùng cũng có đủ tự tin về thực lực. Dương Bách Xuyên tìm Tử Hoàng tìm hiểu thực lực tu vi tổng thể của đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh hiện tại. Kết quả làm hắn vô cùng chấn động. Trong trăm năm này, có thể nói tất cả đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu từ 300 đại yêu, Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương đi theo hắn từ Thái Hoang, thực lực đã đủ để sánh ngang với cảnh giới phi thăng đại viên mãn. Còn lại đều là trình tự thiên yêu. Tóm lại hiện tại Vân Môn Tiên Cảnh có 300 thiên yêu. Trong 5 vạn yêu tu, có 2 vạn cấp tôn vương. Tương đương cấp đại thừa. 3 vạn còn lại, phần lớn là độ kiếp đại viên mãn, các tu sĩ này có thể bước vào cảnh giới tôn vương bất cứ lúc nào, cho dù tu vi thấp nhất cũng có thể sánh ngang với độ kiếp trung kỳ. Sau đó là 8 vạn tu sĩ nhân tộc, một nửa đạt đến độ kiếp, trong 4 vạn tu sĩ có 1 vạn tu sĩ độ kiếp thất bại chuyển sang tu tán tiên. Một nửa tu sĩ còn lại là hợp thể cảnh hoặc phân thần hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Các tu sĩ đó gia nhập Vân Môn Tiên Cảnh hơn 90 năm, mỗi người đều đột phá tu vi. Đủ để chứng minh lúc trước Dương Bách Xuyên không nhìn lầm, bọn họ đều là mũi nhọn đến từ các tiểu thế giới đi vào tu chân giới, tiềm lực rất lớn. Tất nhiên những đệ tử này có thể đột phá lớn như vậy cũng không thể rời đi hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp của Vân Môn Tiên Cảnh. Ngay cả ba đồ đệ của hắn cũng vượt qua đại thiên kiếp đột phá độ kiếp sơ kỳ. Tiếc nuối duy nhất là ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên độ kiếp thất bại chuyển tu tán tiên. Dương Bách Xuyên tin tưởng trong mấy trăm năm, có lẽ Vân Môn sẽ xuất hiện mấy chục vạn tu sĩ đại thừa, đến lúc đó sợ gì không áp đảo được chín thánh địa.
cho dù là hiện tại hắn cũng có đủ tự tin đối đầu với năm thánh địa lớn. 300 thiên yêu, 2 vạn yêu tu cấp tôn vương tương đương đại thừa kỳ, hắn dám cá không có thánh đại nào có nhiều tu sĩ phi thăng cảnh và cấp tôn vương như vậy. Bây giờ đối mặt với thế lực của năm thánh địa, chỉ cần không gặp phải lão quái vật tán tiên tứ chuyển vượt xa cảnh giới phi thăng, hắn có thể nghiền áp bọn họ. Nhìn bốn yêu soái, Dương Bách Xuyên hỏi Chuột Vương, mấy năm nay có tin tức gì không? Chuột Vương biết Dương Bách Xuyên đang hỏi chuyện về vài vị chủ mẫu và những người khác của Vân Môn, Chuột Vương lúng túng nói, Thánh Chủ, hiện tại các huynh đệ tộc Chuột Yêu Ngũ Hành còn chưa phát hiện ra tin tức hữu dụng. Nhưng thông đạo nối liền chín tinh cương đã sắp hoàn thành, đến lúc đó các huynh đệ sẽ ra vào các tinh cương, tìm hiểu tin tức của vài vị chủ mẫu, xin Thánh Chủ cho thêm 2 tháng. Dương Bách Xuyên có hơi mất mát, nhưng cũng biết Chuột Vương cũng không dễ dàng, có thể đả thông thông đạo ngầm nối liền chín tinh cương trong vòng 100 năm đã vô cùng ghê gớm rồi. Tu chân giới quá lớn, không dễ dàng, cũng không quy tội Chuột Vương, kia nói, tranh thủ thời gian. Tuân mệnh. Xin Thánh Chủ yêu tâm, chờ hoàn thành thông đạo ngầm, tình báo sẽ được hoàn thiện. Đến lúc đó thuộc hạ có thể báo cáo tất cả những chuyện xảy ra ở chín tinh cương cho Thánh Chủ, tìm được vài vị chủ mẫu. Chuột Vương trịnh trọng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, không nói vấn đề này nữa. Dù sao hiện tại hắn chuẩn bị rời núi khai chiến, muốn đánh tên tuổi của Vân Môn tiên cảnh ra ngoài, đến lúc đó chuyện hắn tấn công Thánh Địa sẽ chấn động toàn bộ tu chân giới. Nếu mấy cô vợ và đám người của Vân Môn nghe thấy tin này, chắc chắn sẽ tìm đến dãy núi Vân Lôi. Suy nghĩ một lúc, nói, tập hợp binh tướng, đây là lúc chúng ta rời núi thu hoạch. Hắn biết năm thánh địa vẫn cho người canh giữ bên ngoài. Hắn sẽ xử lý những người này trước, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa trước đã. Dương Bách Xuyên chỉ mang theo 300 thiên yêu và 2 vạn tôn vương rời núi. Triệu Hoán nghé con. Phía sau là quốc bảo thú Vân Lôi, trên vai là chồn nhỏ. Bây giờ nghé con đã trưởng thành được 100 năm, xưa không bằng nay, Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức không hề thua kém quốc bảo, Dương Bách Xuyên cảm thấy đây là lúc cho nghé con ra cửa học hỏi kinh nghiệm. Có quốc bảo mở cửa, lôi điện tự động tránh lui, thuộc tính thiên phú của nó là thao tác lôi điện, cũng biết lối ra vào của trận pháp sinh môn, có nó ở, Dương Bách Xuyên và các đại yêu không cần lo vấn đề ra vào. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm sau khi trở về bảo quốc bảo cải tiến trận pháp sinh môn, thuận tiện việc ra vào cho các đệ tử, không thể làm bọn họ vĩnh viễn ở trong Vân Môn tiên cảnh, cũng không có khả năng đi ra đi vào bằng thông đạo ngầm. Cuối cùng cũng phải đi ra ngoài rèn luyện. Chấm chấm. Bên ngoài dãy núi Vân Lôi, trưởng lão của năm thánh địa cảm nhận được kiếm ý ngập trời, có người cho rằng tiên kiếm xuất thế, có người suy đoán kiếm ý này có liên quan đến Dương Bách Xuyên. 100 năm trước sau khi Dương Bách Xuyên bị vạn linh thánh mẫu ép đi vào dãy núi Vân Lôi, từ đó đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Người có thể vượt qua thiếp kiếp cửu cửu, chắc chắn sẽ không chết trong dãy núi Vân Lôi. Cho nên các trưởng lão của năm thánh địa cũng đề phòng, ra lệnh cho các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Nhỡ may Dương Bách Xuyên rời núi thì sao? Đến lúc đó ai bắt được Dương Bách Xuyên sẽ có được ích lợi rất lớn. Bởi vì trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên và một con thần thú kỳ lân. Còn vấn đề tu vi của Dương Bách Xuyên, trưởng lão của năm thánh địa chưa từng suy xét đến. Tất cả bọn họ đều là phi thăng cảnh hậu kỳ hoặc tán tiên tam chuyển. 100 năm trước sau khi Dương Bách Xuyên vượt qua thiên kiếp mới chỉ là đại thừa sơ kỳ còn con, trong 100 năm hắn có thể củng cố ổn cảnh giới đại thừa đã không tệ, cho dù đột phá cũng chỉ đến đại thừa trung kỳ. Còn đám thuộc hạ đại yêu của Dương Bách Xuyên, mặc dù số lượng nhiều nhưng cũng chỉ vậy, cao nhất cũng chỉ là đại thừa, căng chết có mấy phi thăng sơ kỳ. 100 năm có thể làm gì? Tu luyện càng đến hậu kỳ thì càng gian nan, tiến bộ khó như lên trời, không lật được trời. Hơn nữa bọn họ đều mang theo 30 đại thừa đại viên mãn, 5 bọn họ đều là phi thăng hậu kỳ, cộng lại thành lực lượng vô cùng khủng bố. Vì bắt lấy Dương Bách Xuyên, mấy thánh chủ đều bỏ vốn gốc, gần như xuất động 8-9 phần lực lượng của thánh địa mình. Ngay sau đó mây mù trên dãy núi Vân Lôi quay cuồng, gió lốc nổi lên. Trưởng lão năm thánh địa nhìn chằm chằm vào mây mù, hoặc là Dương Bách Xuyên đi ra hoặc là có chí bảo xuất hiện trong dãy núi Vân Lôi. Dù là loại nào bọn họ đều không định bỏ qua. Một đám vọt đến gần mây mù. Ngay sau đó một thiếu niên đi ra từ mây mì.
Người này không phải Dương Bách Xuyên thì là ai? Năm đó bọn họ đều đứng đây xem Dương Bách Xuyên độ kiếp. Các thánh chủ đều nói ra lời tàn nhẫn, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi ra thì giết chết. Bởi vì năm thánh địa đã đắc tội Dương Bách Xuyên, mà Dương Bách Xuyên lại vượt qua được thiên kiếp cửu cửu, làm năm thánh chủ đều cảm nhận được uy hiếp, muốn nhân lúc Dương Bách Xuyên còn chưa làm nên trò trống gì giết chết hắn. Kết quả năm đó Dương Bách Xuyên lại trốn vào dãy núi Vân Lôi. Cuối cùng hôm nay Dương Bách Xuyên cũng đi ra, bây giờ giết hắn cũng chưa muộn. Một đám nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, sát ý ngập trời. Dương Bách Xuyên bước ra, cách đám người năm thánh địa hơn 30 mét mới dừng lại. Nhìn người của năm thánh địa, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, mặc dù hơi thở của năm lão già này cường đại nhưng nhìn không thấu, nhưng khả năng cao đều là phi thăng cảnh hậu kỳ, 150 đại thừa đại viên mãn, ha ha. Thật sự quá coi trọng ta. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, nhưng không hề sợ hãi. Lúc này hắn đã bị người của năm thánh địa bao vây, trưởng lão thánh địa Vạn Linh lên tiếng, tiểu tử, không ngờ ngươi còn dám đi ra, lão phu kính nể lòng dạ của ngươi. Nghe nói 90 năm trước thánh chủ trường sinh điện Vân Trường Sinh phi thăng tiên giới, bây giờ không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha ha. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, mặc dù thánh chủ nhà ta phi thăng lên tiên giới nhưng đệ tử trường sinh điện vẫn còn. Hôm nay ai dám đụng đến tiểu sư thúc, trường sinh điện không chết không ngừng. Dứt lời, một đám người xuất hiện phía sau trưởng lão năm thánh địa. Đây là trưởng lão Từ Hữu Đạo của trường sinh điện, ông dẫn theo 10 đệ tử đại thừa đại viên mãn hiện thân. Thật ra từ lúc ban đầu ông đã vâng lệnh âm thầm giám sát mấy thánh địa, để phòng Dương Bách Xuyên đi ra bị năm thánh địa tìm đến. Nhưng ông biết chính mình cộng thêm 10 đệ tử đại thừa đại viên mãn phía sau còn chưa đủ nhét kẽ răng cho những người này, nhưng cho dù như vậy, ông cũng muốn cứu Dương Bách Xuyên, bởi vì đây là lời dặn của thánh chủ Vân Trường Sinh. Trong lòng ông rất chua xót, hôm nay muốn chết cùng với Dương Bách Xuyên. Từ Hữu Đạo và 10 đệ tử đại thừa đại viên mãn xuất hiện cũng không làm cho người của năm thánh địa cảm thấy ngạc nhiên. Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn lạnh lùng nói, cuối cùng cũng chạy ra. Lão phu còn tưởng ngươi sẽ chạy trốn, không ngờ lại ngu như vậy. Sao hả, muốn chôn cùng với Dương Bách Xuyên? Không lẽ ngươi cho rằng chỉ với ngươi và 10 đại thừa đại viên mãn thì có thể đánh được chúng ta? Biết điều thì rời đi đi, âm thầm giám sát chúng ta trăm năm, ngươi cũng coi như đã kết thúc trách nhiệm, việc gì phải hy sinh vô ích. Từ Hữu Đạo nói, đệ tử trường sinh điện chưa bao giờ sợ chết. Lão phu xin khuyên ngươi. Dãy núi Vân Lôi cách trường sinh điện gần nhất, lão phu đã thông báo cho tân thánh chủ của trường sinh điện, rất nhanh bọn họ sẽ đến. Nếu hôm nay các người buông tha Dương Bách Xuyên, việc này còn dễ nói, nếu không chỉ có thể đánh một trận. Ha ha ha, trưởng lão thần Phù Linh Tông bật cười, sau đó lạnh lùng nói, Từ Hữu Đạo, sắp chết còn cãi bướng. Cho dù người của trường sinh điện đến thì sao, tưởng năm thánh địa chúng ta liên hợp lại không đánh được các ngươi. Nếu hắn tìm chết cũng đừng nhiều lời, giết chết đi. Trường lão U Linh Chi Đô nói. Đệ tử của năm thánh địa chia thành 50 người lao về phía đám người Từ Hữu Đạo. Dừng tay. Dương Bách Xuyên vẫn luôn im lặng, lúc này gằn giọng nói. Hắn biết Từ Hữu Đạo dẫn dắt 10 đệ tử đại thừa đại viên mãn của trường sinh điện không đủ nhét kẽ răng cho năm thánh địa. Hắn đã nợ Từ Hữu Đạo 2 lần, càng không muốn liên lụy đến đệ tử của đại sư huynh. Dương Bách Xuyên biết năm đó sau khi gặp mặt sư phụ, đại sư huynh Vân Trường Sinh đã phi thăng lên tiên giới làm việc giúp sư phụ. Đại sư phụ vẫn nhờ trưởng lão Từ Hữu Đạo dẫn người âm thầm nhìn chằm chằm người của năm thánh địa, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ đại sư huynh không ở, hắn càng không muốn liên lụy đến đệ tử trường sinh điện. Hơn nữa bây giờ hắn có rất nhiều thực lực để giải quyết những việc này. Trưởng lão Vạn Linh Thánh Đại lạnh lùng nói. Tiểu bối, tìm chết cũng đừng sốt ruột như vậy, nếu không thì giết ngươi trước. Dương Bách Xuyên ngắt lời trưởng lão Vạn Linh Thánh Đại, mấy lão già, nghe cho kỹ, Dương Bách Xuyên này và trường sinh điện không có quan hệ gì cả, ân oán giữa chúng ta thì hướng về phía ta. Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn cười to, ha ha ha, con kiến nho nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy, không cần ngươi nói, hôm nay ngươi cũng phải chết 100 lần. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Lão già, nói xong chưa? Nói xong ta tiễn các ngươi lên đường.
ngươi, bố láo. Một câu của Dương Bách Xuyên chọc tức năm trưởng lão. Ngay cả Từ Hữu Đạo cũng cảm giác Dương Bách Xuyên không biết trời cao đất dày, loại người có thể trở thành trưởng lão thánh địa, tất cả đều là phi thăng cảnh hậu kỳ. Ngay sau đó ông nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, giữ lại trưởng lão nguyên thần của thánh địa Vạn Linh, còn lại giết hết đi. Nghe vậy mọi người đều ngây người, bởi vì Dương Bách Xuyên giống như một tướng quân đang ra lệnh. Nhưng lúc này bên cạnh Dương Bách Xuyên không có ai cả. Nhưng rất nhanh năm trưởng lão thánh địa nhớ đến mấy vạn yêu tu năm đó của Dương Bách Xuyên, nhưng thì sao chứ? Ở trong mắt bọn họ, đây đều là đám yêu tu tu vi không cao, trong trăm năm thì làm ăn được gì chứ? Hôm nay năm thánh địa mang đến khoảng 150 tu sĩ đại thừa đại viên mãn, cộng thêm năm phi thăng hậu kỳ bọn họ, chỉ mấy vạn yêu tu mà thôi, trấn áp dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng lúc này, vô số luồng yêu khí bùng nổ trong mây mù. Năm trưởng lão thánh địa đều là cao thủ, sau khi cảm nhận được hơi thở này, da đầu đều tê dại. Trong mây mù có ít nhất mấy trăm yêu khí cảnh giới phi thăng, mấy vạn yêu khí đại thừa. Mặc dù không biết tại sao lại vậy, nhưng bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trốn! Đột nhiên trưởng lão thánh địa Vạn Linh hét lên, lao lên cao chuẩn bị chạy trốn. Đùa chứ, mấy trăm cảnh giới phi thăng, mấy vạn đại thừa, đối đầu với số lượng này, chỉ trong một giây bọn họ sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi. Lúc này không chạy thì chờ khi nào? Một cột sáng tím bùng nổ, trưởng lão thánh địa Vạn Linh trúng một đồn của Tử Hoàng, máu phun trào. Trận tàn sát nghiêng về một phía đã bắt đầu. Chút người này của năm thánh địa không đủ nhét kẽ răng cho 300 thiên yêu cảnh giới phi thăng. Không hề cho người của năm thánh địa cơ hội phản kháng. Đừng nói năm trưởng lão phi thăng hậu kỳ, cho dù 50 người, lúc này cũng sẽ bị nghiền nát thành cho tàn. Thời gian trăm năm đủ để Tử Hoàng và bốn yêu soái đánh tay đôi với phi thăng đại viên mãn, nói gì đến năm lão giả phi thăng hậu kỳ. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ không động đậy, thờ ơ lạnh nhạt nhìn yêu tu giết chết người của năm thánh địa. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, trận chiến hoàn toàn kết thúc. Màu nhuốm đại địa. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề chớp mắt, hắn biết không thể nhân từ với kẻ địch, từ hôm nay trở đi hắn muốn nổi danh trong tu hỉa giới. Nổi đến mức không ai hay thế lực nào dám bắt nạt đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh, đồng thời truyền tín hiệu cho người thân bị thất lạc ở tu chân giới tìm đến đây. Trận chiến kết thúc, nhưng Từ Hữu Đạo và 10 đệ tử Đại Thừa Trường Sinh Điện vẫn còn chấn động. Không ngờ 150 đại thừa đại viên mãn cộng thêm 5 trưởng lão phi thăng hậu kỳ lại bị nghiền nát thành cho tàn dễ dàng như vậy. Không đúng, cũng không hẳn là cho tàn, bởi vì trưởng lão nguyên thần của Thánh Địa Vạn Linh vẫn bị Tử Hoàng nắm trong tay, không bóp chết. Từ Hữu Đạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần liều mạng. Không ngờ chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, Dương Bách Xuyên và các yêu tu của hắn đã trưởng thành đến mức khủng bố như vậy rồi. 300 đại yêu cảnh giới phi thăng, khoảng 2 vạn yêu tu cấp đại thừa. Lực lượng cường đại như vậy, 9 thánh địa cộng lại cũng chưa bằng. Từ Hữu Đạo biết từ hôm nay trở đi thời tiết ở tu chân giới sắp thay đổi, nhưng đối với Trường Sinh Điện lại là chuyện tốt, bởi vì Dương Bách Xuyên là sư đệ của Vân Trường Sinh. Sau trận chiến, Dương Bách Xuyên nhớ tới Từ Hữu Đạo, hắn đi tới hành lễ, từ tiền bối, đa tạ tiền bối tương trợ, cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Dương Bách Xuyên cảm ơn Từ Hữu Đạo và 10 đệ tử đại thừa kỳ của Điện Trường Sinh. Ở Thái Hoang, Từ Hữu Đạo đã giúp đỡ hắn một lần, lần này là lần thứ hai, mặc dù là tuân theo lệnh của Đại sư huynh Vân Trường Sinh, thật ra cũng không giúp được nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn phải bày bỏ lòng biết ơn. Từ Hữu Đạo lấy lại tinh thần, ông và 10 đệ tử vội vàng ôm quyền đáp lễ, Dương, thánh chủ khách khí rồi, Từ mỗ hổ thẹn không giúp được gì. Vốn dĩ Từ Hữu Đạo định xưng hô với Dương Bách Xuyên là Dương Đạo Hữu, nhưng lời đến bên miệng liền sửa thành thánh chủ, bởi vì hiện tại trong mắt ông, Dương Bách Xuyên đã có thể sánh vai với bất kỳ thánh chủ nào. Hơn nữa thuộc hạ cấp dưới của người ta đều gọi thánh chủ. Chưa tính tới tu vi của Dương Bách Xuyên, chỉ riêng đám thuộc hạ có tu vi cường đại cũng đủ để tung hoành ngang dọc ở tu chân giới. Gọi một tiếng thánh chủ cũng không quá. Toàn bộ Điện Trường Sinh, số tu sĩ có thể đạt tới cấp bậc phi thăng,
cộng thêm tán tiên tam chuyển còn chưa tới 30 người. Tám thánh địa còn lại cho dù có nhiều hơn điện trường sinh thì cũng không bằng được nơi này. Dưới trướng Dương Bách Xuyên có 300 đại yêu có tu vi cấp bậc phi thăng cảnh. Dù là thánh địa nào thì cũng không thể so sánh được. Dương Bách Xuyên rất khách sáo với Từ Hữu Đạo, hắn lắc đầu cười, từ tiền bối khiêm tốn rồi, ngài đã giúp ta hai lần, ta phải cảm tạ là đương nhiên. Từ Hữu Đạo nghe Dương Bách Xuyên gọi mình là tiền bối hai lần, ông không dám nhận bèn vội vàng nói, Dương Thánh Chủ gọi tên ta là được, ngài là sư đệ của Thánh Chủ Điện Trường Sinh, gọi tiền bối ta đảm đương không nổi. Dương Bách Xuyên bật cười, hắn cũng không so đo những chuyện này, sau khi hỏi han một hồi, hắn trịnh trọng nói, từ đạo hữu lần này ta rời núi cũng chưa biết là đi đâu, xin từ đạo hữu trở về Điện Trường Sinh thì báo lên các vị đạo hữu, sau này không nên liên quan gì tới ta nữa. Đại sư huynh ta đã phi thăng lên tiên giới, Điện Trường Sinh cần yên ổn, còn về ân oán giữa ta và Ngũ Đại Thánh Địa, cứ để tự bản thân ta giải quyết. Từ Hữu Đạo hiểu ý của Dương Bách Xuyên, hắn không muốn liên lụy tới Điện Trường Sinh, nhìn sự quyết tâm trên khuôn mặt của Dương Bách Xuyên, hiện tại đại yêu dưới quyền Dương Bách Xuyên vô cùng cường đại, ông cũng không nói gì thêm. Đứng ở góc độ suy nghĩ cho Điện Trường Sinh, sau này Dương Bách Xuyên sẽ trực tiếp đối đầu với Ngũ Đại Thánh Địa. Dây dưa vào cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ không chơi nổi. Sau khi đồng ý với Dương Bách Xuyên, Từ Hữu Đạo dẫn theo 10 đệ tử rời đi. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới xoay người nói, Tử Hoàng, lấy nguyên thần của lão già kia qua đây. Vâng, thưa Thánh Chủ. Dứt lời, Tử Hoàng giao nguyên thần trưởng lão của Vạn Linh Thánh Địa vào tay Dương Bách Xuyên. Nguyên thần của lão ta sợ hãi kêu lớn, tha mạng chấm tsa. A, à, chưa kịp nói xong thì đã bị Dương Bách Xuyên siêu hồn, lão ta hét thảm. Sở dĩ, hắn để Tử Hoàng giữ lại nguyên thần lão già kia là bởi vì nơi đầu tiên mà Dương Bách Xuyên muốn đối phó chính là Thánh Địa Vạn Linh. Năm đó, hắn bị lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu ghi thù, bây giờ đã có sức báo thù, đối tượng khai đao đầu tiên mà hắn chọn chính là Thánh Địa Vạn Linh. Mặc dù hiện tại đã có thực lực và thế lực, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn chưa kiêu ngạo tới mức đối phó với cả năm thánh địa một lúc. Vẫn nên tấn công lần lượt thì hơn. Siêu thần hồn trưởng lão của thánh địa Vạn Linh thì sẽ biết rõ được các thế lực trong thánh địa. Chỉ trong chốc lát Dương Bách mở hai mắt ra, mà nguyên thần trưởng lão ở trong tay cũng lập tức tan thành mây khói. Khóe miệng hắn lộ ra ý cười, hắn vung tay thu tất cả yêu tu vào trong không gian càn khôn rồi bay về hướng thánh địa Vạn Linh. Chấm. Không ai là không biết tới cửu đại thánh địa của tu chân giới, nhưng ngoại trừ đệ tử bản môn thì chẳng mấy ai biết được vị trí cụ thể. Dương Bách Xuyên muốn đi tìm kẻ thù thì trước tiên hắn phải biết được vị trí của thánh địa. Nơi đầu tiên mà hắn chọn là thánh địa Vạn Linh, thế nên hắn mới để Tử Hoang giữ lại nguyên thần trưởng lão của thánh địa Vạn Linh, siêu hồn của ông ta thì tất nhiên sẽ biết được mọi thứ về thánh địa. Mặc dù hắn kết thù với ngũ đại thánh địa, nhưng trong lòng hắn cũng chưa có ý định, hắn không khóc tới mức khai chiến với cả năm thánh địa một lúc. Lựa chọn một trong số đó sẽ có tác dụng giết gà dọa khỉ, mà thánh địa Vạn Linh là nơi mà hắn căm ghét nhất, đặc biệt là mụ Vạn Linh Thánh Mẫu đáng chết. Trong lòng hắn nghĩ, tóm gọn thánh địa Vạn Linh cũng có thể dọa những nhà khác, ít nhất là trong vòng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám tới trêu chọc hắn. Như vậy thì hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Tập trung tinh lực để tìm kiếm nữ nhân và đệ tử Vân Môn. So với thù hận thì người thân vẫn quan trọng nhất. Nhưng nếu không lật đổ được một thánh địa, cho dù hiện tại hắn có thuộc hạ là yêu tu cường đại thì sau khi rời núi vẫn sẽ bị những đại thánh địa kia quấy rầy. Sau khi siêu hồn xong, nắm được tính hình của thánh địa Vạn Linh, có được vị trí của thánh địa từ trong ký ức của trưởng lão, đồng thời cũng biết thế lực và thực lực của bọn họ. Trong ký ức của trưởng lão, Dương Bách Xuyên biết ông ta tên là Hứa Nguyên, trưởng lão thứ 8 của Thánh Địa Vạn Linh. Toàn bộ Thánh Địa có 9 trưởng lão, Thánh Chủ là người có thực lực mạnh nhất. 9 trưởng lão có tu vi phi thăng cảnh hậu kỳ, còn Thánh Chủ Vạn Linh Thánh Mẫu là phi thăng đại viên mãn. Nhưng thế lực lại vượt qua những tu sĩ phi thăng cảnh thông thường. Cửu đại trưởng lão thì dễ rồi, hiện tại đã bị Dương Bách Xuyên giết chết mất một người, còn lại thì không đáng nhắc tới. Cho dù Dương Bách Xuyên có liều nhân số thì vẫn có thể đè ép được bọn họ. Điều duy nhất không chắc chắn là mụ phù thủy Vạn Linh Thánh Mẫu,
tu vi của bà ta là phi thăng cảnh đại viên mãn, cho dù thân là trưởng lão như Hứa Nguyên thì cũng không rõ bà ta lợi hại tới đâu. Còn có một số đã đạt tới tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ và hậu kỳ, bao gồm cả tán tiên thì cộng lại có 30 người, hơn 400 tu sĩ cấp bậc đại thừa kỳ, đương nhiên trong đó có 1/3 đã rời khỏi núi đi du ngoạn, không có mặt ở Thánh Địa Vạn Linh. Ở Thánh Địa Vạn Linh có khoảng 10 vạn đệ tử tu vi thấp hơn độ kiếp, nhưng Dương Bách Xuyên căn bản không lo lắng tới điều này. Hai điều mà hắn lo lắng nhất là: thứ nhất đương nhiên là thánh chủ của Thánh Địa Vạn Linh Vạn Linh Thánh Mẫu. Thứ hai là trong ký ức của Hứa Nguyên, ở Thánh Địa Vạn Linh có một ngọn núi tên là Núi Vạn Linh, ký ức của ông ta có rất ít ghi chép về ngọn núi này. Chỉ biết Núi Vạn Linh là nơi tu luyện của các đời đệ tử Tuyết Tàng, ngày thường ngoại trừ Vạn Linh Thánh Mẫu có thể trên đó ra thì ngay cả các trưởng lão cũng không được vào nửa bước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Núi Vạn Linh là một nơi vô cùng nguy hiểm, đối với Dương Nhất Vân mà nói, khi tấn công Thánh Địa Vạn Linh, nơi cần đề phòng nhất chính là Núi Vạn Linh. Nhưng mà trong trí nhớ của Hứa Nguyên, đệ tử Tuyết Tàng ở Núi Vạn Linh cũng chưa bao giờ rời núi, gần như là ngăn cách với thế giới bên ngoài. Với Dương Bách Xuyên mà nói, cho dù là Tuyết Tàng thì hắn cũng không sợ, nhưng điều mà hắn không xác định được là, rốt cuộc Thánh Địa Vạn Linh có bao nhiêu đệ tử Tuyết Tàng. Ít thì còn đỡ, nhưng nếu nhiều thì sẽ rất phiền phức. Năm đó khi độ đại thiên kiếp hắn đã được thỉnh giáo thực lực của Tuyết Tàng mà Vạn Linh Thánh Mẫu triệu hoán Hoa Lang. Sức mạnh quả thật là đáng sợ, nếu không phải hắn mượn thiên kiếp tiêu diệt Hoa Lang thì sợ là sẽ bị Tuyết Tàng giết chết. Bởi vì năm đó Hoa Lang bị đại thiên kiếp của hắn dẫn Tuyết Tàng thiên kiếp lần thứ tư tới nên mới có thể giết chết được Hoa Lang. Nói chung Dương Bách Xuyên đã được lĩnh giáo thực lực của Tuyết Tàng, quả thật là phải kiêng dè. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ hắn cũng đâu có ăn chay, cho dù có va chạm với Tuyết Tàng như Hoa Lang thì hắn cũng không sợ. Nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng không nhiều, đám quái vật kia đều là hạng người đỉnh cao, dù là toàn bộ tu chân giới thì cũng không có bao nhiêu. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới đưa ra quyết định, Thánh Địa Vạn Linh phải bị diệt. Nếu không hủy đi một thánh địa thì hắn vĩnh viễn không có ngày bình yên. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không thể cứ thế tấn công Thánh Địa Vạn Linh, sau khi siêu hồn thì trong lòng hắn đã có chủ ý. Nghĩ tới của Bách Biến Chí Tôn mà lão đầu truyền cho. Dương Bách Xuyên hóa thân thành trưởng lão Hứa Nguyên, điểm duy nhất không giống chính là hơi thở, nhưng vấn đề liên quan tới hơi thở không phải là chuyện khó với Dương Bách Xuyên, năm đó ở dãy núi Vạn Yêu, khi tiến vào thành Vạn Yêu, lão đầu đã truyền cho hắn M dùng để thay đổi hơi thở. Cộng với hắn vừa siêu hồn Hứa Nguyên đồng nghĩa với việc tiếp thu ký ức của ông ta, sau khi ẩn giấu tu vi, hắn đã giống hệt Hứa Nguyên. Chỉ cần không lộ thì sẽ không ai nhận ra hắn. Như vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Vậy nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng trí để tấn công Thánh Địa Vạn Linh, hoặc nói đúng hơn là sau khi hắn trà trộn vào sẽ thừa nước đục thả câu, trước tiên diệt trừ Vạn Linh Thánh Mẫu khó đối phó nhất, đợi khi hắn tiến vào Thánh Địa, xem tình hình thế nào rồi sẽ thả tất cả đại yêu ra, đánh cho không kịp trở tay. Kế hoạch thuận lợi thì sẽ lật đổ được Thánh Địa Vạn Linh. Thánh Địa Vạn Linh có tinh cương của mình. Gọi là Vạn Linh Tinh Cương ở dãy núi Vạn Linh. Dương Bách Xuyên dựa theo ký ức của Hứa Nguyên dùng truyền tống trận đi suốt một tháng, cuối cùng tới được Thánh Địa Vạn Linh. Cũng giống như Điện Trường Sinh, cửa vào của Thánh Địa ẩn giấu trên một ngọn núi rất bình thường. Nếu không có ký ức của Hứa Nguyên, nhiều nhất Dương Bách Xuyên chỉ có thể tìm được Thánh Địa Vạn Linh ẩn giấu trong dãy núi, nhưng chắc chắn không tìm được lối vào. Bởi vì những thánh địa này đều có trận pháp vô cùng cường đại, nhất là đại trận bảo vệ núi, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Thái Huyền Tông, dùng cách đào hang sợ là cũng không vào được. Bởi vì đây hoàn toàn là một trận pháp không gian rộng lớn nên phương pháp và trận pháp không giống nhau, trận đạo có vô số loại. Thánh địa Vạn Linh là một trong cửu đại thánh địa, đại trận bảo vệ của bọn họ là trận pháp không gian, chẳng khác nào ẩn giấu ở không gian song song. Nên cho dù có biết đỉnh núi, cũng không đào vào được. Cũng may Dương Bách Xuyên siêu hồn trưởng lão Hứa Nguyên có được ký ức, giảm đi rất nhiều phiền toái. Lúc này hắn thi triển bách biến thần thông và nguyên khí quyết, biến mình trở thành Hứa Nguyên, chẳng qua tu vi vẫn là đại thừa trung kỳ mà thôi. Nhưng tu vi của trưởng lão Hứa Nguyên lại là phi thăng cảnh hậu kỳ, chỉ có điểm này tương đối phiền toái, Dương Bách Xuyên ẩn giấu tu vi đi,
đến lúc đó chỉ cần vung tay hiện ra cảnh giới của mình, thì sẽ không ai phát hiện. Dù sao trong đầu Dương Bách Xuyên nắm giữ ký ức của Hứa Nguyên, hiểu biết các trưởng lão khác của và vạn linh thánh mẫu của thánh địa, trong lòng Dương Bách Xuyên đã có phương án dự tính, tìm cơ hội ra tay, có thể giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mục tiêu lớn nhất là tiêu diệt vạn linh thánh mẫu. Đứng trên đỉnh núi, Dương Bách Xuyên nhìn vách núi sâu không thấy đáy dưới mây mù vần quanh, hắn không thèm nhíu mày mà nhảy thẳng xuống, ngón tay đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, ánh sáng bùng lên. Bỗng chốc, một cánh cửa xuất hiện, hắn bay vọt vào. Nơi này mới đúng là lối vào chân chính của thánh địa vạn linh, phải dùng pháp quyết tương ứng mới có thể đi vào. Hứa Nguyên thân là trưởng lão thánh địa vạn linh, nắm giữ pháp quyết, đương có thể tùy ý ra vào. Dương Bách Xuyên siêu hồn Hứa Nguyên bắt đầu có tác dụng từ giờ phút này. Chấm. Giây sau, Dương Bách Xuyên tiến vào một sơn cốc nồng đậm linh khí. Vù vù. Chớp mắt có 4-5 tu sĩ cấp đại thừa xuất hiện. Dương Bách Xuyên biết đây là đệ tử bảo vệ núi của thánh địa vạn linh, hắn chột dạ, không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này 4 tên hộ vệ nhìn thấy hóa ra là trưởng lão Hứa Nguyên, vội vàng khom người hành lễ, cung nghênh Hứa trưởng lão trở về núi. Dương Bách Xuyên kịp phản ứng, là do bản thân hắn căng thẳng, bây giờ hắn là Hứa Nguyên, nhất thời bình tĩnh lại, vội vàng nói, miễn lễ, các ngươi vất vả, thánh địa có thể có xảy ra chuyện gì không? Một tên đệ tử trong đó ngạc nhiên, sao hôm nay Hứa trưởng lão lại khách khí thế? Ngày thường tính tình Hứa Nguyên rất kiêu ngạo, chưa bao giờ nói chuyện khách khí với đám đệ tử bọn họ như vậy. Dù sao Hứa Nguyên vẫn là trưởng lão, địa vị tôn quý, tu vi cường đại, ông ta hỏi đệ tử không dám không trả lời, cung kính nói, hồi bẩm Hứa trưởng lão, mọi chuyện của thánh địa rất bình thường, thánh mẫu có căn dặn, nếu như ngài trở về thì lập tức tới điện vạn linh tìm bà ấy. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của tên đệ tử này, trong lòng lộp bộp, thầm nghĩ mình vẫn có chút không quen, Hứa Nguyên trong trí nhớ là một con hàng mắt cao hơn núi, tính tình kiêu ngạo, chưa bao giờ nói chuyện hòa nhã với đệ tử, hắn đang phản ứng theo bản năng, khách khí với 4 gã đệ tử lại làm cho bọn họ nghi ngờ. Đang nghĩ làm sao diễn tròn vai, một gã đệ tử khác lại lên tiếng, Hứa trưởng lão Lý Tứ Sư Huynh đã trở về chưa? Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động. Lộ ra vài phần bi thương, không về được, bọn họ đã hy sinh vì thánh địa, được rồi lão phu đi gặp thánh mẫu, các ngươi làm việc đi. Chờ Dương Bách Xuyên rời đi, 4 gã hộ sơn đệ tử bừng tỉnh, đệ tử cầm đầu lên tiếng nói, hóa ra những người mà Hứa trưởng lão mang ra ngoài đều đã chết, chẳng trách hôm nay ông ta khách khí như vậy, xem ra là sợ thánh mẫu trách tội. Thoáng cái mất đi 30 đệ tử đại thừa đại viên mãn, đối với thánh địa mà nói là tổn thất lớn. Khó tránh khỏi việc bị thánh mẫu bãi bỏ chức vị trưởng lão, đương nhiên sẽ bớt đi kiêu ngạo, nói không chừng mạch chúng ta có thể thượng vị một trưởng lão đấy. Người nghĩ nhiều rồi, đừng quên, Hứa lão quái có thể có cái tên đệ tử mặt trắng rất được thánh mẫu yêu thích, có hắn ta ở đó, Hứa lão quái có sai tới đâu thì thánh mẫu cũng sẽ không truy cứu. Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ Hứa lão quái vẫn là trưởng lão, không phải là người mà chúng ta có thể nghị luận, đi tuần núi đi. Chấm. Tuy Dương Bách Xuyên đã đi xa nhưng vẫn nghe hết cuộc nói chuyện của 4 gã thị vệ có thần thức cường đại ở đây, chỉ cần hắn muốn thì một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe được. Khi hắn nghe được mấy đệ tử bàn tán nói hôm hắn nay khách khí là bởi vì cái chết của 30 đệ tử đại thừa đại viên mãn, vậy nên mới sợ thánh mẫu vạn linh thánh mẫu trách, suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng, cửa ải này cuối cùng đã qua. Không để cho 4 đệ tử nổi lên lòng nghi ngờ. Cuối cùng khi nghe được cái tên mặt trắng, Dương Bách Xuyên lại sửng sốt, các đại trưởng lão của thánh địa vạn linh cũng không hòa thuận như vậy. Điều này cũng có thể hiểu được, nơi nào có người thì ắt có giang hồ thì tất nhiên sẽ có mâu thuẫn với nhau. Hắn nghe tên mặt trắng mà đệ tử gác núi nói thì cũng giật mình, Dương Bách Xuyên bắt đầu tìm kiếm trong ký ức. Mặc dù siêu hồn Hứa Nguyên đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắn nuốt ký ức của ông, nhưng một lão già sống hơn vạn năm. Tích lũy ký ức nhiều cỡ nào. Cũng không phải có thể tiêu hóa hết toàn bộ, hắn chỉ xem những tin tức quan trọng, không chú ý tới một số chuyện vặt vãnh của Hứa Nguyên. Nhưng lúc này nghe được 4 tên đệ tử nói chuyện, giống như Hứa Nguyên còn có một đệ tử mặt trắng cấu kết với vạn linh thánh mẫu, mà Hứa Nguyên dường như là dựa vào đệ tử này thượng vị trở thành trưởng lão của thánh địa vạn linh,
dùng hắn ta để bảo vệ quan hệ với Thánh Mẫu, hay nói đúng hơn là lấy lòng. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn trực tiếp đi tìm Vạn Linh Thánh Mẫu tìm cơ hội ra tay giết chết lão yêu bà, nhưng sau khi tìm kiếm ký ức của Hứa Nguyên thì đã thay đổi chủ ý. Trong đầu bật ra một biện pháp mà hắn cho là thích đáng. Trong trí nhớ của Hứa Nguyên, quả thật có một đệ tử mặt trắng tên là Bao Nghĩa Thục, với ông ta mà nói, đệ tử này có vẻ bề ngoài của Phan An Chi, làn da đẹp khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Hứa Nguyên vì lấy lòng lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu, ông ta đặc biệt tìm một người từ thế giới nhỏ nào đó, sau khi thu nhận làm đệ tử đã mang về thánh địa Vạn Linh, quả nhiên được Vạn Linh Thánh Mẫu xem trọng, cũng bởi vậy mà Hứa Nguyên mới trở thành trưởng lão của thánh địa. Dù sao thì tên đệ tử mặt trắng này cũng rất được Thánh Mẫu yêu thích. Dương Bách Xuyên cười cười, hóa ra là một gã trai bao. Nhưng trong vô số trai bao của Vạn Linh Thánh Mẫu thì Bao Nghĩa Thục là được xem trọng nhất. Sau khi nắm rõ ký ức, Dương Bách Xuyên cười gian đi thẳng đến động phủ của mình, thân là trưởng lão thánh địa Vạn Linh, Hứa Nguyên có nơi ở riêng của mình. Dương Bách Xuyên chuẩn đi bị tìm Bao Nghĩa Thục để hắn ta hạ dược cho Vạn Linh Thánh Mẫu, sau đó sẽ dạy dỗ bà ta sau. Khi đó kết quả đạt được sẽ gấp đôi, dù sao đều là lẻn vào, nguy hiểm giảm đi càng thấp thì càng tốt. Bao Nghĩa Thục là cô nhi được Hứa Nguyên nuôi nhận, có thể nói tất cả mọi thứ của Bao Nghĩa Thục là do Hứa Nguyên cho, Hứa Nguyên nói gì nghe nấy, bây giờ Dương Bách Xuyên là Hứa Nguyên, để một gương mặt được Thánh Mẫu thích nhất đi bỏ thuốc thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Sau khi đi tới nơi ở của Hứa Nguyên, Dương Bách Xuyên vung tay mở cửa động phủ rồi đi vào. Hai bé trai đi ra thấy Dương Bách Xuyên thì vội vàng hành lễ, cung nghênh sư tôn trở về. Dương Bách Xuyên có ký ức của Hứa Nguyên, vậy nên hiện tại hắn rất quen thuộc với nơi này, vừa đi vào bên trong hắn vừa nói, sư huynh các người Bao Nghĩa Thục đang ở đâu? Bẩm sư tôn, hôm nay Bao sư huynh đi linh trà cốc, nói là muốn pha linh trà cho Thánh Mẫu. Dương Bách Xuyên biết Linh Trà Cốc ở ngay trong thánh địa Vạn Linh, liền nói thẳng, các ngươi đi tìm Bao Nghĩa Thục đến đây, nói vi sư có chuyện quan trọng tìm hắn, đi nhanh về nhanh, không được xảy ra sai sót. Hai bé trai không dám chậm trễ, lập tức đi ngay. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, hắn đi thẳng vào phòng luyện đan, chuẩn bị luyện đan cho Vạn Linh Thánh Mẫu. Dương Bách Xuyên luyện đan, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám luyện chế đan dược loại độc. Vạn Linh Thánh Mẫu là chủ thánh địa một phương, không dễ lừa. Mặc dù bà ta thích Bao Nghĩa Thục, nhưng dù sao y cũng chỉ là nam sủng, nếu bị phát hiện thì trái lại sẽ khiến lão yêu bà cảnh giác, ra tay càng khó khăn. Dương Bách Xuyên nghĩ đi nghĩ lại, hạ độc một lão quái vật như Vạn Linh Thánh Mẫu không thiết thực chút nào. Hơn nữa, hắn lục tìm trong đầu một lượt, thật sự có rất ít đan dược thích hợp có thể luyện chế. Chủ yếu là sợ Vạn Linh Thánh Mẫu phát hiện. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên nhanh trí nghĩ ra một cách đảm bảo nhất. Đó là trực tiếp cho Bao Nghĩa Thục dùng đan dược. Làm vậy thì Vạn Linh Thánh Mẫu tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Mà đan dược cho Bao Nghĩa Thục uống phải là loại đan dược thích hợp với y, có thể thông qua Bao Nghĩa Thục khiến Vạn Linh Thánh Mẫu trúng độc, đạt được mục đích. Trong suy tính của tên họ Dương nào đó, Bao Nghĩa Thục là nam sủng của Vạn Linh Thánh Mẫu. Cho nên y và lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu kia hợp hoan là chuyện không tránh khỏi, cũng là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, đan dược hợp hoan giao hợp là thích hợp nhất, hơn nữa nó không phải là thuốc độc, cho dù Vạn Linh Thánh Mẫu nhìn ra mánh khóe cũng không sao. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, mục đích thật sự là độc chứa trong độc. Giấu một loại thuốc độc khác trong đan hợp hoan, có nghĩa là bỏ thêm thuốc độc có thuộc tính khác. Dương Bách Xuyên nghĩ ra biện pháp bỏ thêm thuốc hóa công tán vào đan hợp hoan, khiến Vạn Linh Thánh Mẫu mất pháp lực trong một thời gian ngắn, hoặc là làm bà ta tê liệt một khoảng thời gian cũng đủ cho hắn giết lão yêu bà này rồi. Dương Bách Xuyên là luyện đan sư, đối với hắn thì luyện chế loại đan dược này không khó. Hắn luyện đan ngay tại chỗ. Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên luyện chế được một loại đan hợp hoan, bên trong bỏ thêm thuốc hóa công, thuốc gây ảo giác, thuốc gây tê. Còn bỏ thêm cả một giọt nước sinh mệnh để dễ kiểm soát hiệu quả phát huy của đan dược. Chỉ có điều để che giấu dược tính, hắn đã luyện chế đan hợp hoàn thành đan dược phiên bản nâng cấp. Tác dụng hóa công, gây ảo giác và gây tê được dung hợp trong dược tính hợp hoàn, khéo ở chỗ không hợp hoàn thì các dược tính khác sẽ không phát huy tác dụng. Sau khi hợp hoàn, các dược lực khác mới thể hiện ra.
thuộc kiểu quá trình chúng độc lặng lẽ âm thầm, chờ đến khi hợp hoan xong, cho dù phát hiện thì cũng đã muộn. Hơn nữa, đan dược để cho Bao Nghĩa Thục dùng chứ không phải cho Vạn Linh Thánh Mẫu dùng trực tiếp. Do đó, Vạn Linh Thánh Mẫu sẽ không nghi ngờ. Đan dược này không phải đan dược cao cấp có thể nâng cao tu vi, luyện chế không khó lắm, tốn nửa canh giờ là hoàn thành. Nếu không phải bỏ thêm các loại thuốc khác, thì tên họ Dương nào đó tiện tay là có thể luyện chế được. Một lò đan dược luyện chế được 3 viên, tên họ Dương nào đó cười he he đi ra khỏi phòng luyện đan. Sau khi tới đại sảnh, Dương Bách Xuyên trông thấy nam tử yếu ớt có ngoại hình khiến hắn phải ghen tị. Trong ký ức, người này chính là Bao Nghĩa Thục, đệ tử của Hứa Nguyên. Xem ra đối phương đã đợi một lúc rồi. Đệ tử bái kiến sư tôn, Bao Nghĩa Thục tiến đến hành lễ. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, đồ nhi không cần khách khí. Hắn vừa nói vừa dìu Bao Nghĩa Thục dậy, không để đối phương bái lại tiếp. Thật ra theo ký ức của Hứa Nguyên dựa vào đệ tử Bao Nghĩa Thục để lấy lòng Vạn Linh Thánh Mẫu, cũng biết Vạn Linh Thánh Mẫu thích Bao Nghĩa Thục nhất trong giàn nam sủng, cho nên bình thường ông ta khá khách khí với Bao Nghĩa Thục. Hiện tại hắn nhập vai Hứa Nguyên, tất nhiên cũng sẽ làm vậy. Sư tôn đi chuyến này có thuận lợi không? Bao Nghĩa Thục hỏi. Dương Bách Xuyên cố ý nhíu mày, thở dài nói, hai, kể ra thì dài lắm. Quả nhiên tên Dương Bách Xuyên kia là thiếu niên nhân kiệt, bị vây hãm trong dãy núi Vân Lôi 100 năm, xuất sơn một cái là dẫn theo mấy vạn đại yêu tương đương phi thăng cảnh. Năm thánh địa lớn chúng ta vừa chạm mặt đã bị hắn tiêu diệt. Nếu không phải vi sư phản ứng nhanh thì e là con không gặp được vi sư nữa rồi. Tên họ Dương nào đó mặt không đỏ tim không đập nhanh tự tâng bốc bản thân. Bao Nghĩa Thục trợn tròn mắt, Dương Bách Xuyên thở dài, đồ nhi à, lần này vi sư đi đã dẫn theo 30 đệ tử đại thừa đại viên mãn, toàn quân bị diệt, e là thánh mẫu sẽ trách tội vi sư, đồ nhi phải thủ thỉ bên gối nói giúp vi sư đấy nhé. Bao Nghĩa Thục nghe thấy 4 chữ thủ thỉ bên gối, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Mặc dù cả thánh địa Vạn Linh đều biết Vạn Linh thánh mẫu nuôi nam sủng, nhưng biết thì biết vậy thôi, chứ từ trước tới giờ chưa từng có ai nói ra. Tóm lại là biết rõ nhưng không nói toạc ra. Hôm nay sư phụ Hứa Nguyên nói toạc ra như thế, mặt Bao Nghĩa Thục nóng bừng, nhưng y cũng biết sư phụ Hứa Nguyên thật sự cuống lên rồi. 30 đại thừa đại viên mãn bị giết sạch là một tổn thất lớn với thánh địa Vạn Linh, chắc chắn Vạn Linh thánh mẫu sẽ nổi giận. Vì vậy, Bao Nghĩa Thục không để bụng. Hơn nữa y là người được sư phụ Hứa Nguyên thu nhận, nếu không có Hứa Nguyên thì y đã chết từ lâu rồi. Mặc dù Bao Nghĩa Thục biết năm xưa Hứa Nguyên thu nhận mình là vì muốn lợi dụng mình, lợi dụng ngoại hình của mình để lấy lòng Vạn Linh Thánh Mẫu, nhưng Hứa Nguyên thu nhận mình cũng là sự thật. Bao Nghĩa Thục luôn ghi nhớ ân tình này, chưa bao giờ quên. Huống chi Hứa Nguyên còn nhận y làm đồ đệ, có tài nguyên tu luyện gì đều cho y một phần. Bất kể sư phụ Hứa Nguyên có mục đích gì, Bao Nghĩa Thục đều cảm kích. Nghĩ tới đây, Bao Nghĩa Thục nghiêm túc nói, con thấy chuyện này không thể trách sư tôn được, là do Dương Bách Xuyên quá mạnh, đổi lại là bất kỳ trưởng lão nào đi e là kết quả cũng giống vậy. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ nói giúp sư tôn trước mặt thánh mẫu. Nghe Bao Nghĩa Thục nói vậy, Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng, mà cũng vui mừng ra mặt, cười ha hả nói, đồ nhi à, sư tôn cũng không để con nói giúp không công đâu. Đây là đan hợp hoan cao cấp nhất, tổng cộng có 3 viên, con dùng tiết kiệm thôi. Uống vào có lợi cho tu vi của con đấy, hơn nữa còn có thể làm cho thánh mẫu vui vẻ. Con cầm lấy đi. Tên họ Dương nào đó nháy mắt, dúi đan hợp hoan vào tay Bao Nghĩa Thục. Bao Nghĩa Thục lại đỏ mặt, nhưng nghe thấy là đan hợp hoan thì y không từ chối. Bao Nghĩa Thục biết rõ mình có thể tu luyện đến tu vi đại thừa sơ kỳ như bây giờ không chỉ nhờ sư tôn Hứa Nguyên, mà quan trọng hơn cả là vì nhận được sự tán thưởng của Vạn Linh Thánh Mẫu. Tất nhiên tán thưởng ở đây là hầu hạ Vạn Linh Thánh Mẫu, làm nam sủng của bà ta, lấy lòng bà ta ở mặt song tu. Để lấy lòng Vạn Linh Thánh Mẫu, y đã tìm không ít đan dược trên phương diện này. Có điều đan dược tìm được, dùng được thì y đều đã dùng hết rồi. Mấy năm gần đây song tu, Vạn Linh Thánh Mẫu càng ngày càng không thỏa mãn, đã bất mãn về y. Đây cũng là chuyện khiến Bao Nghĩa Thục đau đầu. Bây giờ sư tôn Hứa Nguyên cho y đan hợp hoan, lại còn là loại cao cấp nhất, làm sao Bao Nghĩa Thục không vui cho được. Bao Nghĩa Thục lén dùng thần thức quét qua,
quả nhiên phát hiện đan hợp hoan trong tay tốt hơn mọi loại đan dược y từng thấy. Y vui như mở cờ trong bụng, thầm nói, cuối cùng cũng có đan dược lấy lòng thánh mẫu. Bao Nghĩa Thục biết rõ nếu y đánh mất sự yêu thích của Vạn Linh Thánh Mẫu, thì ở thánh địa Vạn Linh y chẳng là gì cả. Vì vậy, y nắm chặt đan hợp hoan trong tay, trong lòng càng kiên định hơn. Y nhìn sư tôn Hứa Nguyên phía đối diện, cất lời cảm ơn, tạ ơn tạ ơn sư tôn yêu ái, đệ tử khắc ghi trong lòng. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nói giúp sư tôn trước mặt thánh mẫu, không để cho thánh mẫu trách tội sư tôn. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, việc này không nên chậm trễ, đồ nhi à, sư đồ chúng ta đi gặp thánh mẫu thôi. Vi sư trở về chắc chắn cả thánh địa Vạn Linh đã biết, không chừng mấy lão già chết tiệt bất hòa với vi sư đang nói xấu vi sư trước mặt thánh mẫu đấy. Chúng ta đi gặp thánh mẫu trước đã. Vâng ạ, Bao Nghĩa Thục gật đầu. Chấm. Trước cửa điện Vạn Linh, Dương Bách Xuyên dừng lại rồi nói, đồ nhi, con vào trước đi, vi sư đợi tin vui của con. Bao Nghĩa Thục đỏ mặt, tất nhiên y biết sư tôn Hứa Nguyên có ý gì. Y không nói gì, gật đầu đi vào điện Vạn Linh. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ, lưới đã tung ra, chỉ chờ cá mắc câu. Không vội không vội, mình cứ chờ trước đã. Hắn biết rõ sau khi Bao Nghĩa Thục vào trong sẽ đi tìm lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu hợp hoan song tu. Đến lúc đó hiệu lực của đan dược sẽ lan ra trong quá trình hai người hợp hoan, chúng độc mà không biết. Đến lúc thích hợp, hắn sẽ xông vào xử lão yêu bà dễ như trở bàn tay. Nhìn hai thị nữ độ kiếp kỳ mở cửa cho Bao Nghĩa Thục vào điện, Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Chấm. Trong điện Vạn Linh, Bao Nghĩa Thục quen đường quen lối đi thẳng vào hậu điện. Đó là tầm cung của Vạn Linh Thánh Mẫu. Vừa mới vào trong y đã nghe tiếng hét giận dữ của Vạn Linh Thánh Mẫu, cút đi. Đồ vô dụng. Bộp. Á, một nam tử trắng trẻo y phục xộc xệch bị đánh bay ra khỏi phòng, ngã ngay trước mặt Bao Nghĩa Thục. Tất nhiên là Bao Nghĩa Thục biết người này tên Bạch Cốt, là một thành viên trong giàn Nam Sủng, cũng là kẻ thường ngày cạnh tranh với y dữ dội nhất. Ngoại trừ Bao Nghĩa Thục ra, tên Bạch Cốt này cũng để lại ấn tượng tốt cho Vạn Linh Thánh Mẫu, không ngờ hôm nay đối phương cũng bị đuổi ra ngoài. Tất nhiên Bao Nghĩa Thục biết lý do, chắc chắn là đối. Phương không thỏa mãn được Vạn Linh Thánh Mẫu nên bị đuổi ra ngoài. Hừ, thằng nhãi nhà ngươi vào đó cũng đừng mơ có quả ngon mà ăn. Người này hừ lạnh rời đi. Bao Nghĩa Thục cũng hừ lạnh một tiếng, lấy ra một viên đan hợp hoan mà Hứa Nguyễn đưa cho rồi nuốt xuống. Tức thì y cảm thấy trong cơ thể trào lên một luồng nhiệt, y nở nụ cười đi vào nội điện với sắc mặt đỏ bừng. Thánh mẫu, tiểu bao tử cầu kiến. Bao Nghĩa Thục nhẹ giọng nói, đứng trước một chiếc giường lớn màu hồng nhìn Vạn Linh Thánh mẫu ở phía sau màn lụa. Ha ha, vừa đuổi Bạch Cốt đi thì thằng nhãi ngươi lại tới. Lẽ nào ngươi không sợ bản tôn lấy ngươi xả giận? Vạn Linh Thánh mẫu cất giọng âm u nói. Thật ra sau khi nhìn thấy Bao Nghĩa Thục, tâm trạng của nàng ta cũng khá hơn đôi chút. Bởi vì chưa kể Bao Nghĩa Thục song tu ra sao, chỉ riêng ngoại hình cũng đủ khiến bất kỳ một nữ nhân nào nhìn thôi cũng thấy rung động rồi. Cho nên bà ta đối xử với Bao Nghĩa Thục khá dịu dàng. Bao Nghĩa Thục nịnh nọt, chỉ cần có thể giúp thánh mẫu vui lên, tiểu bao tử cam tâm tình nguyện trở thành bao cát xả giận cho thánh mẫu. Vạn Linh Thánh mẫu nằm trên giường lớn ngoắc ngón tay, chỉ có thằng nhãi người khéo ăn nói. Đến đây, Bao Nghĩa Thục nhếch môi cười đi tới. Lúc này, lực lượng của đan dược trong cơ thể y đã phát tác, hóa thành củi khô bén lửa. Tức thì từng tiếng thở dốc ồm ồm vang lên, Bao Nghĩa Thục sốt sắng nhào tới, lực lượng của đan dược trong cơ thể bùng phát đến mức độ y không thể áp chế được. Nếu là ngày thường, tiểu bao tử sẽ cẩn thận từng ly từng tí bỏ đến bên cạnh Vạn Linh Thánh Mẫu. Nhưng hôm nay thật sự là vã quá rồi, y nhào tới Vạn Linh Thánh Mẫu như sói đói. Mà hành động của tiểu bao tử ngày hôm nay cũng khiến Vạn Linh Thánh Mẫu ngây người, chẳng những bà ta không giận mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Không lâu sau, từng đợt âm thanh hoan ái vang lên. Bên ngoài đại điện, tên họ Dương nào đó câu được câu chẳng trò chuyện với hai thị nữ canh cửa, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua nửa ngày. Bao Nghĩa Thục vẫn chưa ra ngoài, tên họ Dương nào đó không chỉ không lo lắng mà ngược lại còn hoàn toàn yên tâm. Thời gian Bao Nghĩa Thục ở bên trong càng dài chứng tỏ xác suất Vạn Linh Thánh Mẫu chúng độc càng lớn, đây là chuyện tốt. Lại thêm hai canh giờ trôi qua, rốt cuộc cửa đại điện cũng mở ra, Bao Nghĩa Thục sắc mặt tiều tụy,
lảo đảo đi ra ngoài. Khi nhìn thấy sư phụ Hứa Nguyên, y mỉm cười nói nhỏ, thưa sư phụ, con may mắn không làm nhục sứ mệnh, tâm trạng của thánh mẫu rất tốt, đồng ý không tính toán chuyện tổn thất 30 đại thừa đại viên mãn lần này. Thánh mẫu đang chờ người trong đại điện đấy ạ, người vào ngay đi, thánh mẫu chịu kiến người. Dương Bách Xuyên cười ha hả, đồ nhi vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Tất nhiên tên họ Dương nào đó đã nhìn ra bao nghĩa thục túng dục quá độ. Khụ khụ, sư tôn, lần sau người có thể tìm cho đệ tử ít đan dược được không? Đan dược này rất lợi hại, thánh mẫu rất hài lòng về biểu hiện của đồ nhi. Mặc dù bao nghĩa thục đi đường cũng lảo đảo, nhưng vẫn mở miệng xin đan dược. Dương Bách Xuyên mừng thầm, chỉ thiếu điều nói một câu thằng nhãi nhà ngươi dùng thêm mấy viên sẽ lên trầu trời đấy. Nhưng hiện tại hắn đang sắm vai Hứa Nguyên, nghe thấy yêu cầu của bao nghĩa thục thì nghiêm túc nói, đồ nhi cứ yên tâm, tuy đan dược này rất quý, nhưng vì tương lai của con, vi sư sẽ nghĩ cách kiếm cho con mấy viên. Bao nghĩa thục mừng rỡ, vậy thì cảm ơn sư tôn y nhớ lại vẻ điên cuồng của vạn linh thánh mẫu ở một giây trước và biểu cảm bị mình chinh phục ở ngay giây sau, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Được được, con mau về nghỉ ngơi đi, vi sư đi bái kiến thánh mẫu trước đây. Nói xong Dương Bách Xuyên lập tức đi vào đại điện. Hiện tại hắn rất muốn đi gặp vạn linh thánh mẫu, trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh lão yêu bà vạn linh thánh mẫu bị mình trấn áp. Bao nghĩa thục đã hoàn thành sứ mệnh, hắn không muốn lãng phí thời gian, lỡ như vạn linh thánh mẫu phát hiện ra vấn đề thì không còn cơ hội ra tay nữa. Đan dược mà hắn luyện chế, hắn ắt có cách kiểm soát. Sau khi bỏ thêm nước sinh mệnh, một khi hắn kích hoạt trước mặt vạn linh thánh mẫu thì dược lực mới phát tác, nhưng chỉ sợ có chuyện chẳng may. Cho nên hắn phải vội vàng đi vào. Thật ra cả bao nghĩa thục lẫn lão yêu bà vạn linh thánh mẫu đều trúng độc, nhưng không kích hoạt nước sinh mệnh thì dược lực sẽ không phát tác. Sau khi vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên đóng cửa lại, đồng thời đặt một kết giới. Nơi này là tiền điện của điện vạn linh. Dương Bách Xuyên vừa mới đặt xong kết giới thì thấy vạn linh thánh mẫu từ hậu điện đi ra, mặt đỏ hây hây. Tên họ Dương nào đó thầm mắng lão yêu bà lẳng lơ. Trong lòng mắng thì mắng, nhưng hiện tại hắn đang sắm vai Hứa Nguyên trưởng lão của thánh địa vạn linh. Khi chưa kích hoạt nước sinh mệnh, hay nói chính xác hơn là trước khi xác định vạn linh thánh mẫu trúng độc, ngoài mặt cần làm gì thì hắn vẫn phải làm. Sau khi nhìn thấy vạn linh thánh mẫu đi ra, hắn chắp tay hành lễ, bái kiến vạn linh thánh mẫu. Được rồi, không cần hành lễ nữa. Tiểu bao tử đã nói với ta chuyện kia, người còn sống trở về là tốt rồi. Chắc chắn tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên đã gặp kỳ ngộ nào đó ở dãy núi Vân Lôi, nếu không thì làm sao hắn có thể dẫn mấy vạn yêu tu ra ngoài. Mà này, Dương Bách Xuyên ra khỏi dãy núi Vân Lôi thật sự dẫn theo mấy vạn yêu tu cấp bậc phi thăng cảnh thật à? Vạn linh thánh mẫu không tin chuyện này. Thánh mẫu minh giám, đúng là bên cạnh Dương Bách Xuyên có vô số đại yêu phi thăng cảnh. Lúc đó, sau khi chúng ta phát hiện hắn ra ngoài, tất cả mọi người đều xông tới. Kết quả là thằng nhãi kia dẫn theo mấy vạn đại yêu, vừa chạm mặt đã giết sạch 150 đệ tử đại thừa đại viên mãn của năm thánh địa chúng ta. Nếu không phải lúc đó ta chạy nhanh thì e là không được gặp thánh mẫu nữa. Vi viết hoa. Dương Bách Xuyên nói nửa thật nửa giả, nhưng không nói cụ thể có bao nhiêu đại yêu phi thắng cảnh. Mà đây lại là điều vạn linh thánh mẫu muốn biết. Vạn linh thánh mẫu nhíu mày, từ trên chủ tọa đứng dậy, đi từng bước về phía Dương Bách Xuyên, cất tiếng hỏi. Ta cần biết bên cạnh hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại yêu phi thăng cảnh. Dương Bách Xuyên nhìn lão yêu bà từng bước đi tới, nói thật là trong lòng hơi căng thẳng. Nhưng hắn biết hiện tại mình không có đường lui, lại nghĩ lão yêu bà đã trúng độc, hơn nữa trong không gian bình càn khôn của hắn còn có đám đại yêu tử hoàng, cho nên không cần phải sợ bà ta. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kết nối với Hoàng, Khổng Tước, Thanh Ngưu, Chuột Vương và Nghé Con. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài mặt hắn lại lộ vẻ trầm tư, đáp, bẩm thánh mẫu, lúc đó thuộc hạ cắm đầu chạy trốn, không kịp đếm rốt cuộc có bao nhiêu đại yêu phi thắng cảnh. Nhưng từ yêu khí lúc đó có thể phán đoán có ít nhất hơn 1.000 đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh, số còn lại chắc là đại thừa kỳ. Dương Bách Xuyên đã có thành tựu, thuộc hạ cảm thấy thánh địa vạn linh chúng ta không nên đối địch với Dương Bách Xuyên thì tốt hơn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói ra con số cụ thể, hắn cố ý nói mơ hồ, khai nhân số nhiều lên nhằm dọa vạn linh thánh mẫu. Hắn nói là không nên đối địch vì muốn thử xem rốt cuộc lão yêu bà này hận mình cỡ nào.
đủ rồi. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, Vạn Linh Thánh Mẫu đã quát to ngắt lời, sau đó oán giận nói, tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia giết con trai của ta, cướp pháp trượng Vạn Linh của ta, dẫm lên mặt ta. Không giết hắn thì khó mà hóa giải nỗi hận trong lòng bản tôn. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cánh đã cứng rồi, bên cạnh còn có hàng nghìn đại yêu phi thắng cảnh, mấy vạn đại yêu cấp bậc đại thừa. E là cho dù năm thánh địa lớn chúng ta hợp tác tấn công cũng không giết được hắn, ngược lại chúng ta còn gặp rắc rối to. Suy cho cùng, năm thánh địa lớn chúng ta cộng lại cũng không có hơn 1.000 tu sĩ phi thăng cảnh và mấy vạn tu sĩ cấp bậc đại thừa. Vì cơ nghiệp của thánh địa Vạn Linh chúng ta, xin thánh mẫu hãy nghĩ lại. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ ta đây suy nghĩ cho thánh địa Vạn Linh, bộ dạng lo lắng. Nhưng thật ra hắn muốn moi tin từ lão yêu bà, tìm hiểu xem thánh địa Vạn Linh hoặc là mấy thánh địa lớn khác còn có con át chủ bài nào không. Trong ký ức siêu hồn của Hứa Nguyên, hắn biết thánh địa Vạn Linh còn có đệ tử quái vật được giấu trong núi Vạn Linh. Còn có ai khác hay không, e là chỉ có lão yêu bà Vạn Linh thánh mẫu này mới biết. Lúc này thử là thích hợp nhất. Dương Bách Xuyên thấp thỏm nói xong, chỉ nghe thấy Vạn Linh thánh mẫu lạnh lùng hừ mũi, theo ngươi nói thì có hàng nghìn phi thắng cảnh và mấy vạn đại thừa, quả thật năm thánh địa lớn cộng lại cũng không có nhiều như thế. Nhưng có đôi khi số lượng nhiều chưa chắc là lực lượng cường đại. Lẽ nào ngươi đã quên thánh địa Vạn Linh chúng ta vẫn còn núi Vạn Linh cất giấu đệ tử Tuyết Tàng? Những người đó mới là cường giả chân chính cấp bậc phi thăng cảnh ở tu chân giới. Mỗi một người xuất sơn đều là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, có thực lực xoay chuyển càn khôn. Mỗi thánh địa đều có đệ tử quái vật Tuyết Tàng. Nếu năm thánh địa lớn chúng ta hợp tác, triệu tập tất cả các đệ tử Tuyết Tàng xuất sơn đi đối phó với tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia. Đến lúc đó, cho dù Dương Bách Xuyên có hàng nghìn đại yêu phi thăng cảnh và mấy vạn yêu tu đại thừa đi chăng nữa thì cũng có gì phải sợ. Trước mặt những đệ tử Tuyết Tàng kia, tất cả sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Vạn Linh Thánh Mẫu ác độc nói. Dương Bách Xuyên nghe lão yêu bà nói vậy, trong lòng giật thót. Nghe ý của lão yêu bà, hình như hạng quái vật Tuyết Tàng của các thánh địa đều có bản lĩnh thông thiên. Hơn nữa, theo lời bà ta thì nếu tất cả đệ tử Tuyết Tàng của năm thánh địa lớn liên thủ, e là đến lúc đó mình thật sự sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên sao có thể cho bọn họ cơ hội? Hắn tiếp tục thăm dò, Thánh Mẫu, nếu đệ tử Tuyết Tàng có thực mạnh như vậy, chỉ bằng thánh địa Vạn Linh chúng ta tự phải đệ tử Tuyết Tàng của mình đi giết Dương Bách Xuyên. Bên cạnh Dương Bách Xuyên có mấy vạn đại yêu có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, chắc chắn trên người hắn có chỉ bảo động thiên không tầm thường. Còn có Kỳ Lân con nữa. Và lại, thằng nhãi kia rất kỳ lạ, dãy núi Vân Lôi mà hắn cũng có thể ra vào, nhất định là hắn đã nhận được cơ duyên lớn nào đó, chắc chắn trên người có không ít trọng bảo. Chỉ bằng thánh địa Vạn Linh chúng ta ra tay giết Dương Bách Xuyên cướp trọng bảo trên người hắn, còn hơn là bắt tay hợp tác với bốn thánh địa khác. Vạn Linh Thánh Mẫu nghe xong, lắc đầu nói, sao ta lại không muốn kia chứ, nhưng thánh địa Vạn Linh chúng ta chỉ có 10 đệ tử Tuyết Tàng, lần trước Hoa Lang bị thằng nhãi kia giết chết, bây giờ chỉ còn lại 9 đệ tử Tuyết Tàng mà thôi. Dù sao 9 đệ tử Tuyết Tàng cũng chỉ là tu sĩ phi thăng cảnh, dù lấy một địch 10 cũng không thể đối phó với hàng nghìn đại yêu phi thắng cảnh. Mà tên Dương Bách Xuyên đã vượt qua thiên kiếp cửu cửu, bây giờ lại đi ra từ dãy núi Vân Lôi, thoáng cái đã giúp cho thực lực của đại yêu dưới trướng tăng vọt, chắc chắn có chỗ hơn người. 9 đệ tử Tuyết Tàng là gốc rễ của thánh địa Vạn Linh. Chúng ta, nếu tổn thất trong cuộc chiến thì thánh địa Vạn Linh chắc chắn sẽ sụp yếu, mất tư cách thánh địa. Ngoại trừ các tông tôn đứng đầu được mọi người biết đến, ở tu chân giới còn có một số thế lực ngụy thánh địa. Nếu các ngụy thánh địa kia biết chúng ta không còn đệ tử Tuyết Tàng, thì bọn họ nhất định sẽ ra tay, bỏ đá xuống giếng, thay thế chúng ta trở thành thánh địa mới. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy từ ngụy thánh địa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ dường như tu chân giới phức tạp hơn mình nghĩ. Hắn tiếp tục dò xét, ngụy thánh địa, sao, ta chưa từng nghe nhỉ? Dương Bách Xuyên lộ vẻ nghi hoặc, chờ Vạn Linh Thánh Mẫu trả lời. Đây là bí mật của tu chân giới. Không có nhiều người biết, mà thánh chủ của 9 thánh địa đều biết. Thật ra nguồn gốc lịch sử của Ngụy Thánh Địa không hề thua kém thánh địa tu chân đương thời. Trên thực tế, Ngụy Thánh Địa truyền thừa thời đại trước. Ở thời đại trước, Ngụy Thánh Địa là thánh địa chân chính, chỉ có điều bị thánh địa hiện giờ thay thế mà thôi. Từ xưa đến nay, trắc chấp giữa các thánh địa kỳ thực là vấn đề ai mạnh người đó lên. Ví dụ như năm xưa Vân Trường Sinh khiêu chiến thánh địa Ngân Hà.
Vân Trường Sinh dẫn người tiêu diệt Thánh Địa Ngân Hà, thay thế Thánh Địa Ngân Hà trở thành Thánh Địa mới Trường Sinh Điện. Theo lý thì chỉ cần đệ tử của Thánh Địa Tinh Hà chưa chết hết, thì Thánh Địa Tinh Hà sẽ trở thành Ngụy Thánh Địa. Ngụy Thánh Địa ở tu chân giới không ít hơn 9 Thánh Địa lớn, đều lặng lẽ tồn tại, tích lũy lực lượng, chờ thời cơ hành động. Đợi đến khi có đủ lực lượng, chắc chắn bọn họ sẽ phát động khiêu chiến Thánh Địa đương thời, nếu thành công thì tất nhiên sẽ trở thành Thánh Địa mới. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn hỏi, vậy, chẳng phải là một mình Thánh Địa chúng ta thật sự không xử được Dương Bách Xuyên sao? Vạn Linh Thánh Mẫu yếu ớt nói, đúng vậy, cho nên cần đệ tử tuyết tàng của 5 Thánh Địa lớn đồng loạt ra tay mới là cách an toàn nhất. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hỏi lại lần nữa, Thánh Chủ. Vậy lỡ như đệ tử tuyết tàng của 5 Thánh Địa lớn hợp sức lại vẫn không thể giết được Dương Bách Xuyên thì sao? Dù sao bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng có vô số yêu ma, thân thủ của yêu tộc mạnh hơn nhân tộc chúng ta, thuộc hạ vô cùng lo lắng. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu Tàn Độc nói, nếu đệ tử tuyết tàng của 5 Thánh Địa lớn hợp sức lại vẫn không giết được Dương Bách Xuyên, vậy chỉ có thể mời Lão Tổ Tông ở đảo Tán Tiên rời núi. Chỉ cần Lão Tổ rời núi thì đừng nói là Dương Bách Xuyên có hơn 1.000 đại yêu phi thăng cảnh, cho dù hơn 10.000 cũng khiến bọn chúng tan thành cho bụi. Đảo Tán Tiên. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, hắn biết được sự tồn tại của đảo Tán Tiên từ sư phụ, không ngờ bây giờ Vạn Linh Thánh Mẫu lại nói Lão Tổ gì đó cũng ở đảo Tán Tiên. Nhưng nghĩ lại thì sư phụ từng nói rằng đảo Tán Tiên là nơi hội tụ Tán Tiên, Thánh Địa Vạn Linh to lớn như vậy, có Tán Tiên ở đảo Tán Tiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là Vạn Linh Thánh Mẫu gọi người đó là Lão Tổ, có thể được bà ta gọi là Lão Tổ đương nhiên không phải người bình thường. Chỉ thấy Vạn Linh Thánh Mẫu cười nói, đúng vậy, ngươi là trưởng lão mà chẳng lẽ quên rồi sao, các đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh ta sau khi đạt tới tu vi Tán Tiên bậc 3 sẽ đến đảo Tán Tiên để chuẩn bị độ Tán Tiên kiếp bậc 4, Thánh Địa Vạn Linh ta có rất nhiều Tán Tiên Lão Tổ đã đến đảo Tán Tiên. Đáng tiếc có rất ít người có thể sống sót sau Tán Tiên kiếp mỗi ngàn năm một lần, cũng không biết còn bao nhiêu người đang sống ở đảo Tán Tiên, nhưng chỉ cần có một người còn sống rời khỏi đảo Tán Tiên thì cũng đủ để giết Dương Bách Xuyên 10 lần, bọn họ đều có tu vi địa tiên bậc 4 có thể so sánh với tiên nhân, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Dương Bách Xuyên bây giờ quả thật có chút lo lắng, Tán Tiên bậc 4 thật sự có thể so sánh với tiên nhân, điều này sư phụ đã nói với hắn khi kể về đảo Tán Tiên. Không ngờ lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu này lại nói Thánh Địa Vạn Linh có Tán Tiên ở đảo Tán Tiên, ít nhất đều là Tán Tiên bậc 4, nhưng không biết có bao nhiêu người. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết Tán Tiên bậc 4 mạnh đến mức nào, nhưng có thể so sánh với tiên nhân thì tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nếu thật sự mời được vài Tán Tiên bậc 4 trở lên đến đây thì đại yêu dưới tay hắn cũng không đủ dùng. Dương Bách Xuyên nhìn Vạn Linh Thánh Mẫu, mấp máy môi, thử hỏi. Sao bây giờ Thánh Mẫu không mời các lão tổ ở đảo Tán Tiên đến giết Dương Bách Xuyên? Chúng ta cũng sẽ không cần phải mạo hiểm không phải sao? Vạn Linh Thánh Mẫu nói, sao ta lại không muốn chú? Nhưng đảo Tán Tiên có quy tắc của đảo Tán Tiên, vào thì dễ ra mới khó. Ở đó là nơi Tán Tiên tụ họp, nghe nói có Tán Tiên bậc cao nhất thống trị, có quy tắc Tán Tiên đạt tới cấp bậc tiên nhân không thể tùy tiện đến tu chân giới, trên cơ bản cũng không khác gì tiên nhân ở hạ giới. Chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của tu chân giới, dù sao thì tu vi cao nhất ở tu chân giới cũng là phi thăng cảnh. Hơn nữa Tán Tiên bậc 4 hành tẩu tu chân giới vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên mới không thể dễ dàng rời khỏi đảo Tán Tiên. Trước mắt cứ thế này đi, bổn tôn chuẩn bị đi liên hợp với 4 thánh địa còn lại, để các đệ tử tuyết tàng ra tay trước, xử lý Dương Bách Xuyên và những đại yêu kia, nếu đến cuối thật sự không được thì mới mời lão tổ ở đảo Tán Tiên xuống núi. Dương Bách Xuyên nghe Vạn Linh Thánh Mẫu giảng giải xong, trong lòng thầm thở phào, hóa ra Tán Tiên mạnh mẽ ở đảo Tán Tiên cũng không dễ dàng rời khỏi đó, vậy thì tốt rồi. Hóa ra là vậy, vậy không biết chúng ta phải làm sao mới có thể mời lão tổ ở đảo Tán Tiên xuống núi, Thánh Địa Vạn Linh chúng ta bây giờ còn bao nhiêu lão tổ tiền bối ở đảo Tán Tiên? Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề mà hắn thắc mắc. Vạn Linh Thánh Mẫu cau mày nói, việc mời lão tổ xuống núi là bí pháp. Còn có bao nhiêu người ta cũng không rõ, dù sao cũng đã có rất nhiều tiền bối bỏ mạng trong thiên kiếp, hoặc là đã đến tiên giới rồi. Được rồi, chuyện này ngươi không cần biết, bổn tôn tự có cân nhắc, ngươi lui xuống trước đi, bổn tôn chuẩn bị liên lạc với các thánh địa khác, để cho các đệ tử tuyết tàng ra mặt,
giết chết Dương Bách Xuyên và đám yêu tu nghiệt xúc của hắn. Vừa dứt lời, Vạn Linh Thánh Mẫu muốn ra ngoài, nhưng Dương Bách Xuyên lại nói, Thánh Mẫu nên ở lại thì hơn, lão phu cảm thấy bây giờ không phải lúc đi tìm bốn vị Thánh Mẫu khác. Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với Thánh Mẫu. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa kích hoạt dược lực của nước sinh mệnh, cũng chính là độc dược trong cơ thể của Vạn Linh Thánh Mẫu. Mà Vạn Linh Thánh Mẫu cau mày nói, Hứa Nguyên, người có ý gì? Từ khi nào mà bổn tôn làm gì cũng cần ngươi dạy vậy? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, Thánh Mẫu ta muốn nói, để ta tiễn ngươi làm tiên. Vạn Linh Thánh Mẫu nghe vậy, cảm thấy lời nói của Hứa Nguyên không rõ ràng và thiếu tôn trọng, nhất thời giận dữ nói, Hứa Nguyên ngươi to gan. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, to gan hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Vừa nói Dương Bách Xuyên vừa vung tay lên, bốn đại yêu là Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nghiêu, Chuột Vương hiện thân, bao vây Vạn Linh Thánh Mẫu. Đại yêu, ngươi không phải Hứa Nguyên, ngươi là ai? Vạn Linh Thánh Mẫu sợ hãi, lập tức thôi động chân nguyên. Nhưng ngay sau đó bà ta lại kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng. Bà ta cũng nhận ra chân nguyên trong cơ thể mình rối loạn, hơn nữa hoàn toàn không thể vận hành được chân nguyên. Lần này Vạn Linh Thánh Mẫu thật sự sợ hãi, bà ta đã biết rõ Hứa Nguyên trước mắt căn bản không phải trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh, và bà ta cũng đã trúng độc. Bà ta đã trúng độc bằng cách nào chứ? Vạn Linh Thánh Mẫu vô cùng hoài nghi, là do Hứa Nguyên trước mắt hạ độc sao? Nhưng điều đó là không thể, cả đại điện không hề có khí tức gì, mà bà ta cũng chưa từng tiếp xúc với Hứa Nguyên, không thể nào bị Hứa Nguyên hạ độc được. Bà ta cũng chưa ăn gì cả. Nhưng lại bị trúng độc, chân nguyên trong cơ thể không thể sử dụng được, càng cưỡng ép thì cơ thể càng yếu ớt vô lực, đây là độc tấn công. Vạn Linh Thánh Mẫu lập tức biến sắc, nghĩ tới người đầu độc mình có thể là Bao Nghĩa Thục. Người duy nhất bà ta tiếp xúc hôm nay là Bao Nghĩa Thục, hơn nữa còn làm một số chuyện trên giường. Bao Nghĩa Thục là đệ tử của Hứa Nguyên hoàn toàn có thể dùng cách nào đó để Bao Nghĩa Thục hạ độc bà ta. Vạn Linh Thánh Mẫu tràn đầy thù hận, bà ta biết Hứa Nguyên trước mắt tuyệt đối không phải trưởng lão của Thánh Địa Vạn Linh. Bốn đại yêu với khí tức mạnh mẽ xuất hiện cùng lúc, vậy. Trong đầu bà ta hiện lên một người. Ngươi, là Dương Bách Xuyên. Có thể triệu hồi bốn đại yêu mạnh mẽ từ không trung chỉ với một cái phất tay, chắc chắn là người có bảo vật động thiên trên người, còn là yêu tu thì chỉ có Dương Bách Xuyên mới phù hợp với điều kiện này, Vạn Linh Thánh Mẫu ke lên. Ha ha, lão yêu bà phản ứng cũng nhanh đó, bây giờ chúng ta tính hết nợ mới nợ cũ đi, ta tiễn ngươi làm tiên. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời liền lớn tiếng nói, giết chết lão yêu bà đi. Dương Bách Xuyên cũng biến về hình dáng của mình, phải giả vờ làm Hứa Nguyên không thoải mái chút nào. Lúc này hắn kích hoạt độc dược trong cơ thể Vạn Linh Thánh Mẫu, không lâu sau đã khiến Vạn Linh Thánh Mẫu mấp máy môi, hơi thở hỗn loạn, Dương Bách Xuyên đan dược đã phát huy tác dụng. Hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, có bốn người Tử Hoàng ở đây, đối phó với một Vạn Linh Thánh Mẫu trúng độc thật sự là dư sức. Ngay sau đó bốn người Tử Hoàng đồng loạt ra tay. Vạn Linh Thánh Mẫu hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi lạnh lùng nói, bổn tôn liều mạng với các ngươi. Vạn Linh Thánh Mẫu nói xong, toàn thân bà ta phát ra khí tức khổng lồ. Dương Bách Xuyên biến sắc giống to, lão yêu bà muốn tự nổ, mau lui ra. Lúc đó bốn người Tử Hoàng đã ra tay rồi hoàn toàn không thể thu lại kịp. Hơn nữa bốn người Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nghiêu, Chuột Vương cũng cảm nhận được khí tức khổng lồ từ Vạn Linh Thánh Mẫu, cũng biết bà ta muốn tự nổ. Nhưng lúc này tên đã rời khỏi cung, dù biết Vạn Linh Thánh Mẫu sắp tự nổ cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, chỉ khi tấn công bà ta trước khi bà ta nổ mới làm giảm được uy lực của vụ nổ xuống mức thấp nhất. Mỗi người đều bộc phát năng lượng phòng ngự mạnh nhất để chống lại sức mạnh của Vạn Linh Thánh Mẫu. Ầm ầm ầm. Những tiếng động kinh thiên động địa vang vọng trong đại điện, sau khi bốn người Tử Hoàng tấn công Vạn Linh Thánh Mẫu thì cơ thể bà ta cũng bùng nổ. Trong nháy mắt cả đại điện biến thành tro tàn, với sức mạnh của tứ đại cao thủ và sức mạnh tự nổ của Vạn Linh Thánh Mẫu thì phá hủy một tòa đại điện chẳng là gì cả. Sau khi Vạn Linh Thánh Mẫu bộc phát một luồng khí tức khổng lồ, Dương Bách Xuyên cũng lập tức mở tất cả phòng ngự rồi lui vào một góc đại điện. Nhưng vào lúc Vạn Linh Thánh Mẫu phát nổ khiến toàn bộ đại điện sụp đổ,
Dương Bách Xuyên cũng thấy một tia sáng trắng bay ra ngoài. Tuy bị sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng đến, nhưng Dương Bách Xuyên có cơ thể thuần dương, hơn nữa còn có phòng ngự nên không gây ra bao nhiêu tổn hại cho hắn. Bốn người Tử Hoàng, Khổng Tước, Chuột Vương, Thanh Ngưu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, lập tức bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất hộc máu. Nhưng đều không bị thương quá nặng. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra, tia sáng vừa bay ra có lẽ chính là nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu, lão yêu bà này căn bản không chết. Thứ phát nổ là cơ thể của bà ta, nguyên thần của bà ta không phát nổ, nếu nguyên thần và cơ thể phát nổ cùng nhau thì hắn và mấy người Tử Hoàng cũng không chỉ đơn giản là hộc máu. Khụ khụ. Tử Hoàng ho khan, đứng dậy nhìn Dương Bách Xuyên nói, Thánh chủ, Vạn Linh Thánh Mẫu chỉ tự nổ cơ thể, nguyên thần đã trốn thoát rồi. Khoảnh khắc phát nổ Tử Hoàng đã nhận ra rằng Vạn Linh Thánh Mẫu không hề tự nổ theo đúng nghĩa mà là để cơ thể phát nổ rồi ôm nguyên thần bỏ chạy. Sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên u ám, hắn nói, lão yêu bà này đúng là thủ đoạn đa đoan, bà ta dùng cách tự nổ cơ thể để nguyên thần trốn thoát, nhưng đó cũng là một cách hay, bà già này sống nhiều năm rồi, đúng là khó đối phó. Nhưng bây giờ bà ta đã không còn cơ thể nữa, chỉ với nguyên thần thì không đủ để trở thành mối đe dọa với chúng ta. Chủ nhân, sợ là sắp có phiền phức chứ không phải nguy hiểm. Tử Hoàng nói. Dương Bách Xuyên cũng sửng sốt, sau đó liền hiểu ra nguyên nhân. Nguyên thần của lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu đã chạy thoát, điện Vạn Linh xảy ra chấn động rung chuyển trời đất, cả đại điện biến thành một đống đổ nát, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của cả thánh địa Vạn Linh. Dương Bách Xuyên và mấy người Tử Hoàng đứng trên đống đổ nát, mà ánh sáng từ khắp bốn phương tám hướng bay tới. Khí tức mạnh yếu lần lượt tập trung về chỗ họ. Chuẩn bị ứng chiến đi, Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Hắn vốn muốn tấn công thánh địa Vạn Linh, ngụy trang thành Hứa Nguyên thật ra là để đối phó với lão yêu bà Vạn Linh Thánh Mẫu. Tuy mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu đã trốn thoát. Tuy nhiên cơ thể cũng đã bị phá hủy, không còn bất kỳ đe dọa gì nữa. Nhưng kết quả như vậy cũng đã khiến Dương Bách Xuyên hài lòng. Tốt xấu gì lão yêu bà cũng là thánh chủ của một thánh địa, trong lúc bị trúng độc cũng có thể quyết đoán chọn bỏ cơ thể để chạy trốn cũng là hợp lý, nếu bà ta dễ dàng bị xử lý thì sẽ không được gọi là thánh chủ. Mặc dù lúc này các tu sĩ từ khắp nơi bay đến, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không hề sợ hãi. Hắn vung tay một cái, 300 thiên yêu phi thăng cảnh và 20.000 yêu tu xuất hiện giữa sân. Giết cho ta! Dương Bách Xuyên giống to. Tất cả yêu tu lao ra tứ phương tám hướng. Mặc dù các tu sĩ đổ về thánh địa Vạn Linh ngày càng đông, nhưng Dương Bách Xuyên có 300 đại yêu phi thăng cảnh, 20.000 đại yêu cấp bậc có thể so với đại thừa, cho dù nhiều người đến hơn nữa cũng không sợ. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên lo lắng chính là chín quái vật tuyết tàng ở núi Vạn Linh theo lời Vạn Linh Thánh Mẫu. Nhưng hắn cũng từ miệng Vạn Linh Thánh Mẫu biết được tuy rằng chín quái vật tuyết tàng mạnh mẽ, nhưng không có sức mạnh vượt qua tiên nhân. Mà chỉ với số lượng yêu ma hắn dùng bây giờ cũng có thể giết chết chín quái vật tuyết tàng. Đối mặt với tu sĩ tới từ bốn phương tám hướng, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có một chữ giết. Có vẻ lúc nguyên thần của Vạn Linh Thánh Mẫu chạy trốn ra ngoài đã hạ lệnh cho tất cả mọi người của thánh địa Vạn Linh ra tay. Tất cả yêu tu đồng loạt xông ra ngoài, bắt đầu trận chiến kinh thiên động địa, Dương Bách Xuyên gọi Ngé Con và Thú Vân Lôi đến bên mình. Hắn phải đợi quái vật tuyết tàng xuất hiện. Hay nói cách khác là đợi Vạn Linh Thánh Mẫu xuất hiện, nguyên thần của lão yêu bà cũng vô cùng mạnh mẽ, sau khi bỏ trốn hoàn toàn có thể xuất hiện lại. Dương Bách Xuyên không nghĩ cũng biết lão yêu bà muốn đến núi Vạn Linh để gọi tiếp viện, mời quái vật tuyết tàng rời núi. Còn về những tán tiên ở núi Tán Tiên, Dương Bách Xuyên tạm thời không cần lo lắng, dù sao lão yêu bà cũng đã nói rồi, tán tiên của thánh địa Vạn Linh không thể dễ dàng rời khỏi đảo Tán Tiên mà xuất hiện ở đây. Hôm nay hắn sẽ giết sạch toàn bộ thánh địa Vạn Linh để lập uy ở tu chân giới, giúp Vân Môn Tiên Cảnh nổi tiếng, khiến cả tu chân giới đều phải biết đến sự tồn tại của Vân Môn Tiên Cảnh. Để sau này những thế lực khác không dám có ý nghĩ xấu với Vân Môn của hắn, khiến cho tu sĩ cả tu chân giới nghe thấy hai chữ Vân Môn đều phải khiếp sợ. Hắn muốn nói với tu chân giới rằng Dương Bách Xuyên hắn không dễ chọc, muốn nói với các thánh địa khác rằng hắn có thể tiêu diệt thánh địa Vạn Linh. Đương nhiên cũng có thể tiêu diệt thánh địa khác.
thật ra mục đích của Dương Bách Xuyên là để tìm tin tức về người phụ nữ kia và những người khác. Nếu không tu chân giới rộng lớn, bảo hắn đi tìm người không khác gì mò kim đáy biển. Dương Bách Xuyên chờ đợi. Hôm nay cuối cùng cũng được như ý. Từ khi Thái Hoang Tinh Hải bắt đầu đến nay các thánh địa đều truy đuổi hắn, hận không thể giết chết hắn. Nhưng hắn đã kiên trì sống, tích lũy sức mạnh lập ra thế lực, năm đó hắn từng thề rằng phải tạo ra một thế lực còn lớn hơn 9 thánh địa lớn. Mà giờ phút này chính là lúc để kiểm tra kết quả. Mấy năm nay hắn đã dành rất nhiều tâm huyết cho những đại yêu này. Trận chiến hôm nay cũng là một cuộc kiểm tra sức mạnh của đại yêu, nhưng Dương Bách Xuyên rất có lòng tin. Dù sao thì 9 thánh địa lớn hợp sức lại cũng không đánh bại được đại yêu phi thăng cảnh và đại thừa cảnh bên cạnh hắn, huống hồ là đối phó với một thánh địa vạn linh. Hơn nữa vạn linh thánh mẫu đã mất đi cơ thể, không còn là mối đe dọa nữa. Chấm. Trong phút chốc, tiếng chém giết rung trời, hai bên lao vào đánh nhau, bầu trời đầy xương máu, trong không gian tràn ngập mùi máu tươi. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, đệ tử của thánh địa vạn linh tuy nhiều nhưng thực lực hoàn toàn không thể so sánh với những đại yêu dưới quyền hắn. Sự chênh lệch nằm ở chất lượng của các cao thủ. Chưa kể cả thánh địa vạn linh còn chưa có đến 20 người cấp bậc phi thăng cảnh mà thuộc hạ cấp bậc phi thăng cảnh của Dương Bách Xuyên lại gấp mấy chục lần, cấp bậc đại thừa cũng tương tự. Đối mặt với vô số tu sĩ đang vây quanh tấn công, mỗi yêu tu đều biến thành bản thể to lớn như muốn che khuất cả bầu trời. Nói đây là cuộc tàn sát từ một phía cũng không khoa trương chút nào. Trận chiến gần như sụp đổ trong nháy mắt. Lui ra. Một giọng nói trầm thấp nhất thời vang lên, truyền khắp cả bầu trời, ra lệnh cho các đệ tử lui ra. Dương Bách Xuyên nhíu mày, chỉ thấy từng luồng sáng đỏ bay đến từ phía chân trời xa xăm. Không nhiều không ít, vừa đủ 10 luồng sáng. Nhìn kỹ thì đó đúng là vạn linh thánh mẫu. Nhưng lúc này bà ta đang trong trạng thái thần hồn, nhưng bởi vì nguyên thần của bà ta có cấp bậc mạnh mẽ nên cũng không khác gì với chân thân, chỉ khác khí tức là khí tức cũng nguyên thần. Bên cạnh vạn linh thánh mẫu là 9 cường giả, mỗi người đều toát ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Dương Bách Xuyên biết đó chính là quái vật tuyết tàng của thánh địa vạn linh. Dựa vào khí tức, có vẻ như từng người đều rất mạnh mẽ, dù sao thì cũng mạnh hơn Hoa Lang lần trước rất nhiều. Hoa Lang có lẽ là người yếu nhất trong số họ. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.